Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm qua chúng ta nói về thấy và cái biết. Hôm nay thì chúng ta cũng nói về cái nhìn thấy trong hành động, giác mộng và cái chết. Nó có cái sự liên quan trong những cái từ mà chúng ta nghe. Chúng ta sẽ biết là tất cả nó đều chúng ta không rõ ràng được, không biết được vì chúng ta đang mộng. Cuộc sống thật sự người ta nói như là cái ngôn ngữ văn hóa là đời là mộng. Nhưng mà đó không phải là một cái văn hóa ở trên ngôn ngữ, ở trên lý thuyết, mà nó là một sự thật. Nếu chúng ta biết được cái từ mộng nó chỉ vào cái gì thì chúng ta sẽ có một cái sự tiến hóa lớn ở trong cái cuộc đời và trong cái giáo lý của Đức Phật. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi đây hay chúng ta ở đâu đó thì thường thường là cái mắt chúng ta nhìn thấy và cái tai chúng ta nghe. Nhưng mà cái thấy đó nó là cái thấy, cái nghe nó cũng là cái tự nhiên của cái nghe thôi. Còn cái ý thức về thấy hay về nghe thì có người không. Mà giả trí chúng ta ý thức là chúng ta ý thức một cái đối tượng nào đó. Và cái đối tượng đó có khi nó tạo ra một cái tính chất ảo giác trong lòng chúng ta về một cái chuyện gì đó, hay là một câu chuyện, hay là một cái sự hiểu biết, cái kỷ niệm, hoặc là cái chúng ta đã biết rồi, hoặc là cái gì mà chúng ta nghĩa là tưởng tượng ở trong lòng. Tất cả những cái đó nó luôn luôn nó có, nhưng mà chúng ta không thấy được. Và qua những cái hình ảnh của cái ký ức thời gian đó. Nhưng mà chúng ta nói cái ký ức thời gian thực sự nó không phải là diễn tả cái thời gian khác hơn bây giờ. Cái thời gian nó không có thực, mà nó chỉ có những cái hiện tượng tâm lý xảy ra ở trong cái thức chúng ta, trong cái ý thức và cái mặt na của chúng ta thôi. Là bởi vì cái ý thức của chúng ta nó luôn luôn nó ở trong một cái tính chất không thực. Chỉ trừ khi chúng ta định vị ở trong một điểm dừng nào đó thì chúng ta mới có sự tập trung. Sự tập trung đó tức là chúng ta chú ý và trong cái sự tập trung ở mỗi điểm đó chúng ta có cái sự biết, hiểu biết đó là cái gì thì đó là thức. Cái thức là cái chỗ chúng ta biết, còn sự tập trung là cái ý. Nhưng mà thông thường ví dụ bây giờ mình học Duy Thức hay là học Abhidhamma thì mình biết hết tất cả những từ, nhưng mà mình vẫn sống theo cái thói quen, tức là nghiệp bình thường. Bởi vì ví dụ như bây giờ chúng ta đi trên con đường, chúng ta gặp rất nhiều người, hay là cái cảnh hai bên đường, chúng ta đi xe hoặc là đi bộ, thì những cái cảnh đó nó in vào ở trong mắt và cái tâm chúng ta nó có ảnh hưởng với những cái cảnh mà chúng ta thấy. Nhưng mà cái chỗ là chúng ta không biết cái ảnh hưởng đó, chúng ta không thấy được nó, nghĩa là chúng ta không có một cái thức mà đứng riêng ra, nghĩa là chúng ta không có một cái hậu thức hoặc là một cái gì, nghĩa là một cái ảnh cảnh mà để chúng ta thấy được cái chỗ đó. Ngay khi chúng ta thấy là con mắt chúng ta bị thấy, nhưng mà chúng ta không có cái để thấy cái thấy và thấy trên cái thấy. Cái đó kêu cái gì của ông quán? Những cái thức đó những bốn thức đó. Nó không có cái tự chứng và nó không có cái chứng tự chứng. Thế nên những người mà có một trình độ nào đó, chẳng hạn như một cái trình độ thuộc về văn hóa tâm linh hoặc là tu, thì người ta có cái chứng phần và cái chứng tự chứng. Nghĩa là cái kiến phần, chúng ta nhìn vào cái hiện tượng, cái đối tượng, thì cái tính phần và tướng phần. Nhưng mà cái chứng phần là cái chúng ta biết ở trong tâm. Nhưng mà cái biết đó chúng ta chỉ biết qua cái quen thuộc, và chúng ta phát minh, phát sinh lên cái tính chất. Ví dụ như chúng ta chào hỏi, hoặc là chúng ta thấy cái vật thể đó, chúng ta thấy cái gì đó, và chúng ta sanh ra một cái niệm, cái sự nhớ lại. Ví dụ như bây giờ chúng ta đi trên đường, mình thấy những cái bản quảng cáo hay là những cái hiệu nghĩa là của đồ người ta buôn bán ở trên đường phố thị, thì chúng ta thấy những bản hiệu đó. Thì chúng ta thấy, có khi là chúng ta lẩm nhẩm đọc, hoặc là vừa thấy mình biết cái đó. Nhưng mà mình không có cái mình biết là mình thấy, có cái mình đọc, có cái mình không đọc, mình không thấy cái trạng thái tâm. Còn nếu một người nào mà người ta thuộc về có cái thiền định, có tu á, thì người ta thấy. Cũng như hồi xưa chính tôi cũng vậy, tôi đi ngoài phố rồi. Nghĩa là lúc mà ở Sài Gòn, mình hay đi dạo chơi phố với mấy thầy. Đi mình ưa nhìn cái này nhìn kia. Có khi mình bị mê luôn. Có khi mình thấy những cái điều đó, nhưng mà mình không biết là mình đương thấy bằng cách nào. Chứ đừng có nói là mình thấy về cái thấy. Cho nên chúng ta đối cái cảnh mà nó sinh lên đó, tức là nó có một cái gì ở trong tâm quen thuộc, phù hợp, hoặc là cái biết của chúng ta nó có trước ở trong cái sự hiểu biết của tâm. Mình nhìn cái đó thì mình thấy đó là quen, hoặc cái đó là chưa quen. Cái nào mà là quen hoặc là cái nào mà chúng ta thấy nó dễ dàng thì cái đó ở trong lòng chúng ta có hình ảnh đó. Cũng như mình gặp một cái người đó, mình thấy quen quá, thì cái hình ảnh cái quen đó là hình ảnh cái người mình đã biết rồi, hoặc là người thân, hoặc cái gì đó. Chúng ta dễ phát minh hơn. Còn cái mà chúng ta không quen, không biết thì chúng ta thấy. Khi chúng ta thấy thì cái hình ảnh nó lọt vào ở trong cái thức của chúng ta, trong cái ý của chúng ta. Nhưng mà rồi chúng ta cũng không biết cái chỗ lọt đó nó nằm vào vùng nào, và chúng ta cứ tiếp tục thâu hình, cũng như cái máy nó quay phim này. Cho nên chúng ta tạo thành một cái dữ liệu ở trong lòng, và sau này chúng ta lặp lại ở đó bằng cái hình ảnh giống nhau hay là khác nhau. Tất cả những điều đó nó giống như một cách tự nhiên vô tư, nhưng mà thật sự chúng ta không có sự tỉnh thức. Còn một người mà nếu người ta có tu thiền, có cái tâm thiền định, thì người ta biết điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì hàng ngày người ta thấy cái bên ngoài, nhưng mà người ta biết thì người ta biết cái bên trong. Trừ những cái bên ngoài cần cái gì mà nó mình phải dừng lại, mình phải suy nghĩ là này kia đó. Còn phần nhiều thì chúng ta qua mau. Cũng như chúng ta đi trên tàu, trên máy bay hay trên xe cũng vậy. Tất cả cảnh hai bên nó chạy mình. Nhưng mà khi chúng ta nhìn đó, về nhà hay một lúc nào chúng ta nhớ lại, thì cái cảnh đó mình có thể nói lại. Là mình đi bên đường mình thấy này kia. Cũng như có lần tôi đi để thưa, có lẽ là trên tàu lửa, qua một con đường quê vắng, biết con đường tàu hay xe gì đó ở Ấn Độ. Tôi thấy hai bên có những nhà nhỏ, có những người con trai hay là những người con gái, họ không có quần áo, mà họ đứng một cách như trẻ Nietzsche này. Họ đứng với trên một cái túp liều tranh, một cái nhà nó nhỏ nhỏ, thực sự thấy nó rất dễ thương mà cũng rất buồn. Bởi vì có thể là mình nói thật thì những cái người gia đình đó rất là nghèo, cho nên có thể nói là những cái dân như là paria hay là gì đó, họ không có cái gì để làm ăn hay đời sống. Bởi vì cái cách họ đứng đó mình thấy rằng họ vô vị, nghĩa là không có chuyện gì hết cả, mà họ đứng nó trần truồng luôn này. Thực sự ở mình thì nó rất hiếm, nhưng mà ở Ấn Độ thì bây giờ nó cũng có vậy. Nhưng mà chúng ta phải đi trong những cái con đường, hoặc là xe đâu đó, đi qua những con đường quê, thì chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Nó giống như là người dân tộc ở một vài vùng bây giờ nó vẫn có. Cho nên do như vậy mà khi chúng ta thấy những cái gì nó lạ thì này kia thì chúng ta ý thức được rõ ràng và chúng ta nhớ lâu hơn. Còn cái gì thường thì chúng ta không nhớ. Điều đó nó nói lên rằng cái thức của chúng ta đó, nó có những chỗ mà nó nhiễm trước, và có chỗ là nó quen thuộc quá, nó lần rồi, nó không nhiễm và nó thường rồi. Cũng như chúng ta ăn một cái miếng ăn nào mà nó mới, cái khẩu vị chúng ta thấy nó có cái cảm giác, nghĩa là ngon hơn, đậm hơn, rõ ràng hơn. Còn những cái gì bình thường, ví dụ chúng ta ngày chúng ta nhai cơm chỉ vì đói thôi, ăn mà đua nuốt chuyện này kia đó. Nhưng mà thực sự thì chúng ta ăn, nhưng mà chúng ta cũng không biết là chúng ta ăn như thế nào. Chỉ trừ hồi xưa mà tôi ăn cơm gạo lứt á, thì tôi nhai, tôi đếm là mấy cây nhai. Thông thường thì nó từ ít nhất là từ 20, 25 cho tới 40 cây nhai thì nó thành sữa, thành nước. Gạo lứt bún muối mè đó thì mình có đếm, bởi vì lúc đó mình bắt buộc mình phải nhớ, mình phải đếm để cho cái cơm nó thành sữa, mình chữa bệnh đó. Còn ngoài ra thì chúng ta nhai, nhưng mà chúng ta không biết nhai bao nhiêu cái. Dĩ nhiên là mình cũng phải cần đếm, nhưng mà chúng ta không thấy cái răng của mình đang nhai, và mình cũng không thấy mình nuốt. Và mình chỉ thấy thoáng qua một cảm giác bằng lòng ngon, rồi là tiếp tục nữa. Ăn uống hay là đó là mình nói cái cử động nhỏ, cho đến những cái lớn hơn chúng ta cũng ít không để ý. Là bởi vì những cái hành động, những cái sự kiện mà nó biểu diễn ra đó, nó chính là những cái lớp lan của cái sự sống. Bởi vì sự sống nó gồm những cái đó, cũng như ăn, bài tiết, ngủ nghỉ, hay là vui chơi bằng cách nào đó. Nó không có gì mới cả, nó là một sự lặp lại mà chúng ta thường gọi là sống. Cho đến khi cái người mà có tôn giáo vậy đó, cũng lặp lại hình ảnh của Phật, hình ảnh của Chúa, hay là những cái gì đó, cho đến cuối cùng tinh tế hơn. Khi mà chúng ta nghe bài hay là nghe kinh hay đề, thì chúng ta cũng có một phần của cái biết, và cái biết đó là cái biết của một cái, cũng như cái bài kinh đó, hay là cái câu pháp ngữ đó chúng ta đã nghe hoặc là chưa nghe, chúng ta thấy nó lạ, nó hay, và chúng ta hiểu, chúng ta nói là chúng ta hiểu biết. Nhưng mà ví dụ như cái pháp á, cái quan trọng không phải là chúng ta biết, mà nó làm thay đổi cái biết thật, nó làm thay đổi. Còn cái biết tương đối đó, cái biết tương đối thì nó hiểu rõ cái biết đó. Ví dụ chúng ta nói về cái tính chất sanh tử hay là luân hồi, thì cái từ đó nó diễn tả một cái gì trong cái tâm của chúng ta nhanh hơn. Cho nên chúng ta có một cái xúc động khác. chứ không phải là cái từ chỉ sanh tử là sanh tử. Và trong đó nó vừa diễn dịch và vừa quy nạp ở trong cái tâm thức chúng ta. Có khi nó diễn dịch nhanh, nó biết lục đạo luân hồi, trời người, tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và nó nghĩa là nó cũng có những cái vùng nó suy tưởng. Nó có khi nó tự tưởng nhanh về cái cõi chư thiên hay là cõi địa ngục, hay là cái sự sống của những loài ở tu la, hoặc là có cái sinh vật có sự sống trong sanh tử, trong luân hồi này kia. Cái hiểu là bằng tính chất một phần của cái sự suy dưỡng và dịch lại. Cái lời nói nó dịch ra cái hình thức, và cái hình thức đó nó xác nhận từ bên trong. Nhưng mà nó tăng một chút, giảm một chút ở trong cái trí, gọi là trí tuệ hay là tâm thức. Nhưng mà cái sự hiểu thì nó vẫn không hiểu. Là bởi vì cái hiểu đó nó là cái chứng phần, chứ không phải là tướng phần hay là tính phần, kiến phần. Và chúng ta nhìn cái tướng đó, chúng ta có nghĩa là cái biết trong cái chứng phần. Nhưng mà chúng ta thiếu cái chứng tự chứng phần, và chúng ta còn thiếu một cái tính chất, nghĩa là giác ngộ. Cho nên cái giác ngộ là cũng giống như là một người sếp mà đi ngang thấy những cái công việc của người khác làm. Họ không làm gì cả, nhưng mà họ biết hết. Họ biết hết và họ biết phải làm gì. Nghĩa là họ coi người nào làm giỏi, người nào làm không. Và trong ý chừng họ sẽ có một cái sự kêu bằng thay đổi, hoặc là chỉ bảo, hoặc là sắp đặt lại. Nhưng mà khi người ta biết, nhưng mà trong bây giờ làm việc người ta không có nói. Để rồi ở trong một tuần hay là một lúc nào người ta kiểm điểm lại. Kiểm điểm cái công việc hay là cái vấn đề làm việc nó có đạt được không. Cho nên ở trong cuộc sống cũng vậy nữa. Cuộc sống chúng ta thì chúng ta thật sự thì cái đời sống là chúng ta can và trần trong cái quan năng của mình, cái nhẫn nhĩ trí thiệt thân ý chúng ta nó tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc. Mắt nó nhìn sắc, tai nó nghe âm thanh, và cái mắt nó thấy sắc. Nhưng mà một là nó quá thường, quá lần, nó thấy vậy là vậy thôi. Còn thứ hai là nó nhạy cảm ơn, nó phát sinh ra cái tính chất thích và chán, không thích. Nó phát sinh lên lòng tham, nó cũng phát sinh ra cái hỷ. Mà cái hỷ này nó cũng không biết nữa, nghĩa là có thể nó vui đó. Nhưng mà có khi là nó còn nguy hiểm hơn cái lần. Cái lần lọt là nó không có hỷ nhiều, nó chai rồi, nó cứng rồi. Nhưng mà cái hỷ này nó thường đổi mới ở trong cái thức của chúng ta, và nó thêm trong những cái tầng ô nhiễm. Cho nên ở trong duy thức với nó hỷ lạc là căn bản đau khổ, từ hữu sanh khởi lên và già chết đến với loài hữu tình. Bởi vì cái khổ đó, cái khổ là cái quả cuối cùng, nó thuộc về cảm giác và nó thuộc về cái tính chất mê muội. Nhưng mà cái hỷ lạc đó nó bắt nguồn từ cái hỷ lạc. Hỷ lạc là cũng là thật sự, nếu mà nói về tinh tế nó cũng là một cái khổ, chứ nó không phải là cái vui. Bởi vì chúng ta chưa biết thật sự cái vui và cái khổ nó cái trạng thái như thế nào. Cái sự khích động, cái sự hoan hỷ hay cái sự thoải mái chúng ta thấy nó là vui, mà ngược lại thì chúng ta thấy khổ. Nhưng mà cả hai cái đó thật sự nó đều là khổ, và chúng ta chưa từng biết cái vui. Cái vui như cái từ cuối cùng thì nó thuộc về cái cũng như Niết Bàn, Niết Vana, hay là cái vui ở trong cái sự giác ngộ về thiền định, hoặc là cái vui ở trong cái chúng ta nhìn sự vật hay con người hay tất cả, nhưng mà chúng ta có một cái tính chất thưởng thức riêng. Cũng như một người đi qua một cái vườn bông hoa, mình nhìn mình thấy tự nhiên nó thoải mái, nó có cái gì đó. Và Thì ta chỉ cảm giác được điều đó và biết rằng mình cảm giác điều đó, mình thưởng thức. Nhưng mà cái điều đó mình không phải đưa tay để hái cái bông hoa đó. Và mình cũng không, khi mình đi qua rồi thì mình cũng không có sự tiếc nuối, mình cũng không có sự, nhưng mà nó còn lãng vãng những cái niềm vui, những cái xúc giác giữa cái nhìn và những cái vẻ đẹp đó. Chỉ trừ một người có từ bắt đầu từ cái tâm thiền định. Bởi vì thiền đây là chúng ta nói về cái tính chất tâm định tĩnh và đối với sự vật luôn luôn có một sự tỉnh thức, tức là không bị nhị đắm, không bị dính. Nhưng mà nó không có cái không, nó không có cái chèn ép, nó không có cái giới trong đó. Cái giới hạn đó, mình đừng nhiễm, đừng có làm cái đó hay thế này kia, thì cái đó không bao giờ thấy. Mà chúng ta xua bùa, chúng ta sát nhập vào, thì cái đó chúng ta là chìm sâu vào ở trong vấn đề đó. Cho nên ở đây mình bữa nói là cái nhìn. Trong cái nhìn đó chúng ta không có sự tỉnh thức. Chúng ta nhìn nó có thể là chúng ta thâu thập hay là chối từ. Cái tính chất tự nhiên của thức, hay cái gì nó vừa với thích thì chúng ta nó hút vào. Và cái gì mà chúng ta không thích hay là có thể nó không ứng dụng được thì chúng ta đẩy ra, tức là hút và đẩy. Cái bình thường của nó thì nó chỉ phản ứng, đó là nó theo cái gọi là nghiệp. Chỉ khi nào người ta thấy được cái trạng thái tâm của mình trong cái sự chạm xúc với sự vật thì cái đó gọi là bắt đầu tu. Và khi mà mình nhìn mình thấy nhưng mà mình thoát ly được ngay trong khoảnh khắc đó thì cái đó là gọi là chứng. Đó. Không phải là sự tránh né, hay là không phải, bởi vì tránh né tức là chúng ta mang cái hình ảnh đó để chúng ta, ví dụ như một người, nhìn một người mình cảm thấy bằng lòng hay là hoan hỷ, nhưng mà mình không thích để mình bị cột trói vào cái hình thức của người bạn hay người thân đó, và mình đi thì mình bỏ qua, nhưng mà cái hình ảnh nó vẫn dính vào trong một cái chớp thì cái hình ảnh nó vẫn có trong. Bằng cách là khi chúng ta về nhà hay là về nơi ở, chúng ta nhớ lại, có khi chúng ta còn nhớ lại đậm đà hơn nữa đó. Thì cái đó là thật sự là chúng ta mộng. Cho nên nói mộng là một cõi trần gian thì chim bao quạ một trang tuyệt vời đó. Đó là cái người tính mộng, thấy mộng, sống trong mộng. Nhưng mà nó coi như là một người trò chơi thôi. Cũng như một người thưởng thức nhưng mà không có trình độ, không có cái sự dính mắc. Còn có một người bị thu hút, nó nặng hơn cái thưởng thức, thì cái đó nó là cái đắm chìm, cái nhiễm. Mà thưởng thức và nhớ thì đó là một cái tính chất, nghĩa là nó không phải là thoát ly, không đó. Mà không thưởng thức, không dám nhìn, không dám ngó, không dám chạm thì cái đó nó nặng gấp đôi. Bởi vì mình rất sợ cái biết, mình sợ mắt thấy tai nghe, nó nhiễm, nó dính này kia. Mà thật sự mình cũng hoặc là đã mơ hồ, đã biết cái chỗ đó, hoặc là không biết nó nhiễm bằng cách nào, nhưng mà chúng ta sợ. Đó là cách thông thường mình gọi là giữ giới đó. Mình tránh đi. Nhưng mà mình tránh cái gì mình sợ, tránh cái gì mình yếu thôi. Chứ mình không phải tránh ở trong cái chỗ mà mình tự tại, tự do, mình sức mạnh. Đó. Nếu mà mình hiểu biết điều đó thì cái điều đó nó không làm cho mình phải tránh hay phải sợ nữa. Đó. Đó. Cho nên tôi hồi nhỏ tôi có một cái loại cũng như nó gan góc. Ví dụ như tôi đi tối, tôi rất sợ ma. Nhưng mà tôi đứng lại tôi nói, bay đâu tới đây tao đánh hết, sợ vậy. Hiện ra đi. Thực sự thì trong sâu xa mình làm cho mình mạnh để mình thoát cái sợ đó. Chứ không phải mình mạnh thật. Nhưng mà mình nói như vậy chứ mình lật đật mình phải đi nhanh, hoặc đi với một người nào thì mình phải dính nắm tay hoặc là gần người đó. Mình sợ. Bởi vì có khi mình thường ở trong những chỗ vắng vẻ, vì tu tập rồi này kia đó. Mình sợ. Cũng như có ông thầy, ông nói con muốn có kinh nghiệm để ở trong cái hang của thầy đó. Tu nghĩa là mấy tuần. Mà ông lên này ông xách một bịch gạo đồ này kia nhiều lắm. Ông nói còn ở ít nhất 1-2 tuần gì để kinh nghiệm cái tâm linh thầy đã ở trong cái hang đó bao nhiêu năm tu đó. Tôi nói tôi bữa nay tôi mất đi để tôi đi công chuyện về, tôi với thầy qua đó tôi ở chừng 1-2 bữa, thầy qua ăn ngủ cái rồi thầy bữa ở của mình được. Ông nói không cần đâu, để con tự kinh nghiệm. Thì tôi chưa có đi, mới có sáng hôm qua cái khuya cái nửa đêm ông lật đật, chưa sáng lật đật ông xách cái áo rồi ông dắt vai không kịp mặt, ông chạy về. Em chạy qua ông nói thôi con không ở đâu. Thôi sao ông nói ghê quá nó. Bởi vì thực sự không phải cái hang đó nó sợ, nhưng mà cái tâm ông cái không phải không chuẩn bị hiểu, nhưng mà cái trạng thái mà cái khả năng sống một mình, cái khả năng mà đối với bóng đêm và đối với cái chỗ hoang vắng, nghĩa là hiu hắt, nghĩa là quạnh hiu ở núi rừng đó, nó không quen và nó thiếu cái quen, nó thiếu cái tính chất nhận định của chính thức của mình đó, thành nó không biết một cái gì, nó không là cái gì hết cả, cho nên cái chỗ đó nó lai lát, cái tâm mình nó không có chỗ bám ở trong lòng, nó không chỗ bám và nó cũng không có cái ý thức của sự mạnh mẽ này kia. Cho nên nhưng mà hoàn toàn bằng cách nào nữa mình cũng không hiểu. Mình cũng không hiểu tại sao mình lại sợ, tại sao mình phải nhảy ra, mình phải hoặc là mình phải ăn to nói lớn để cho mình tránh khỏi cái sự sợ hãi. Đó. Cái cuộc đời nó cũng vậy nữa. Chúng ta hay nói những cái điều gì mà chúng ta thích, chúng ta có và chúng ta làm cho mình có sức mạnh. Cũng như người ta nói ăn to nói lớn, hay là mình nói có tính chất mình hù dọa người khác, hay là mình biểu diễn cái sức mạnh, cái bản ngã hoặc là một cái gì vĩ đại của mình có được những cái đó. Tất cả những cái đó đều là những cái che khuất một cái dạng âm thầm ở bên trong, nghĩa là chúng ta không thấy. Nhưng mà mỗi khi chúng ta có một cái trạng thái tâm nào đó thì chính cái trạng thái đó nó là mộng mị. Bởi vì chúng ta không biết cái không mộng bao giờ, mà luôn luôn nó là mộng. Chúng ta nghĩ hay chúng ta nói đều là một cái sự nhớ lại, gọi là cái quá trình của cái thời gian tâm thức đó. Nó là một sự chuyển động. Cho nên sự vật nó vô ngôn. Và chúng ta khi mà mình bắt đầu giác ngộ, mình sẽ thấy cái không lời, mình sẽ thấy cái đang là. Cái đó không phải là cái diễn thuyết nói, nhưng mà cái đó thấy. Ví dụ như bây giờ tôi không phải là người giác ngộ hay không giác ngộ gì hết cả, nhưng mà tôi nhìn, tôi biết nếu mà tôi nhìn một cái sự vật mà nó sanh lên một cái từ, một cái tên, thì tôi biết cái tên đó, cái từ đó ở trong tâm của mình. Vì biết cái chỗ tâm sanh đó, cho nên nó không sanh nữa. Nó không sanh nữa. Cho nên cái biết của nó, mình biết sự vật, nó chỉ là con mắt nhìn với sự vật, nó có cái thấy. Còn cái thấy cái gì đó thì nó ít sanh, chỉ chừng cần thiết. Ví dụ như bây giờ tôi nhìn một tủ kinh thì tôi chỉ thấy. Có nhiều khi nó quen, nó cũng đọc những cái đề của bài tựa với cái cuốn kinh đó thôi. Nhưng mà có khi tôi cũng không cần thiết. Cho nên mình nhìn sự vật đó nó nhập vào người mình không thể tránh được. Mình nhìn cái hình thức của một con người, một đồ vật hay một bông hoa, một cái gì đó, cái điều đó nó làm thay đổi cái nhìn. Nó chỉ là bên ngoài thôi, mà cái bên trong đó nó bị hút. Còn nếu mình giữ giới thì là mình đẩy. Cho nên cái lực của mình hút và đẩy, cái phản ứng, phản xạ của tâm của mình như vậy đó. Bởi vì trong đó nó có cái sợ. Cái sợ là cái không thấy mà mình ngầm, mình biết dường như nó nguy hiểm hay là cái gì đó. hoặc là mình mắc công, hoặc là nó sau đó mình thấy sao. Cho nên những cái tiến trình của tâm thức như vậy đó, đúng ra là mình cần phải thấy trước khi nó xảy ra. Bởi vì thấy trước khi cái xảy ra tức là thấy cái không có gì. Ở trong cái không có gì đó mà mình thấy, thì sau khi nếu nó có xảy ra thì nó cũng tắt liền. Là bằng cái gì nhìn thấy, mình thấy ở trong lòng của mình đó. Mình thấy lúc đầu thì mình chỉ nghe những cái vọng tưởng thôi. Mình chỉ thấy cái tâm của mình sao nó có một cái gì đó, nó ồn ào, nó nghĩ tưởng, hay là nó đương lầm thầm thì, nó đương lãm nhảm, nó nói cái gì ở trong tâm đó. Và mình có thể thấy nhiều cách, hoặc thấy nó vọng, thấy niệm, thấy đủ thứ cả. Nhưng mà thật sự cái thấy nó là không phải cái đó là cái đầu tiên mà chúng ta khám phá thôi. Nhưng mà khi chúng ta có thấy sự thì thấy những cái đó, nhưng mà những cái đó nó không khởi động lên, nó không khởi lên cái niệm hay là khái niệm, hay là nó không khởi cái danh. Tức là cái thấy đó nó bằng thực, gọi là danh và thực. Cái chỗ chúng ta lầm lẫn, có khi chúng ta thấy thực mà chúng ta gọi là cái thực là cái tướng, là chúng ta gọi là thấy. Có khi chúng ta thấy bằng cái danh, cái tên của cái sự vật đó, bên ngoài hay bên trong nó cũng đều như vậy cả, thì chúng ta gọi là thấy danh. Cho nên trong Duy Thức bữa nói danh thực lẫn nhau làm khách, tánh kia phải tầm tư. Cái tánh tức là cái chỗ mà cái đặc tính mà nó phát sinh ra để mà nó phù hợp và không có phù hợp đó, để mà nó thâu thập cái dữ liệu đó và nó chối từ, thì tất cả mình phải thấy cái chỗ đó. Ví dụ như bây giờ một người mà học đạo, chẳng hạn như là ví dụ nhiều xưa tôi cũng học mấy năm trong trường Phật học, rồi tôi cũng nghiên cứu sách vở, nghĩa là đại khái là cái chuyên môn, nghĩa là có thể nói nó như là một cái sự biểu diễn, nhưng mà có thể đọc vô số sách, có thể cần trăm hàng ngàn cuốn sách đủ loại, và đủ coi như là 5 bộ Nikaya đọc hết, và tất cả những cái chú giải hay cái gì, nghĩa là Tâm Tạng tôi đọc gần hết, và sách vở ở ngoài các triết học Đông Tây thì tôi cũng đọc hết. Nó thực sự vậy đó. Đầu tiên nó khởi ra những cái biện chứng pháp, những cái tính chất của Socrates, rồi chỗ của nghĩa là của Heidegger, của Nietzsche, của tất cả những triết gia lớn của Tây phương, rồi Đông phương thì tất cả nghĩa là Tứ Thư Ngũ Kinh gì đại khái. Đọc cái thời mà nó sắc sảo trong vòng 20 tới 30 tuổi đó thì là tôi đọc cũng gần hết. Cái đọc chừng mười mấy năm, 15 năm là nói thôi, chứ không có gì cả. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ tăng cái kiến thức, và nó đầy cái ngôn ngữ để mình gọi là người hiểu biết. Nhưng mà thật sự thì mình không có biết gì cả. Cái điều đó nó ở trong người mình, nhưng mà nó vẫn không thay đổi được cái gì hết cả. Một là những cái đặc tánh của mình đó, cái đặc tánh mà sâu kín nhất, cũng như tham giận, si mê, nó kêu can can làm lạc đó. Cho nên người ta nói ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm. Nhờ Phật là nhờ cái sự thức tỉnh, thì mình bước thấy cái tâm thức đó là cái tâm thức bị dính. Dù là mình chính hay là tà hay bất cứ gì, nhưng mà cái tâm thức đó nó dính vào. Mình không biết cái thời gian mà nó bị dính vào, và cái thời gian mình sử dụng đó là mình sử dụng, nó phản ứng lại cái thói quen mà mình dính, cũng như mình lặp lại, chứ không phải là từ ở trong cái sự vô tâm trí tuệ mà nó phản ứng. Cũng như ví dụ như bây giờ mình nói mình đưa cái tay lên, thì mình thấy mình đưa tay lên, mình muốn cầm cái gì thì cái ý của mình muốn thì cái tay mình đưa tới, mình cầm cái đồ đó. Nhưng mà mình không cần cái đó. Ví dụ như bây giờ mình luyện thể dục hay võ thì mình không cần cái đó, không cần cái đó. Trong cái đó nó phản ứng thôi. nó phản ứng, ví dụ nó rất là phản ứng nhanh nhặn, cái tay của mình đó. Ví dụ chỉ hay là máu, hay là đánh, hay là nắm, quạt, nghĩa là cái nó biến chiêu. Tay chân nó rất nhanh, và thật sự tay chân nó nhanh đó là con mắt nó nhanh hơn. Con mắt nó nhanh hơn là bởi vì cái tâm mình nó ở một nơi, nó yên tĩnh nhưng mà nó phản ứng rất thần tốc. Cho nên bây giờ tôi yếu rồi, tôi đi, cái chân đi, hồi nó nghiêng ngả. Ví dụ như là đi xuống dốc hay là đi lên dốc, mình phải gắng gượng dữ lắm. Nhưng mà cũng thật sự cũng ít khi té. Là bởi vì sao? Bởi vì tôi ý thức ở dưới bàn chân. Bởi vì cái quen thuộc của khi mà mình bắt đầu mình tập thiền hành này kia đó, thì tôi nghe được cái cảm giác cái bàn chân ở với mặt đất. Như vậy là mình, tuy mình tu bất cứ một cái gì, nhưng mà mình phải lấy cái nó gọi là cái thọ ấm. Mình phải thấy cái thọ ấm, chứ không phải là hình thức. Nếu mình đi mà mình không thấy được cái thọ ấm thì có thể là khó lắm, thì mình biết cái bước chân mặt, bước chân trái. Nhưng mà cái biết này là do tư tưởng đếm, do cái nhớ. Hoặc là mình ngồi, hay là tất cả oai nghi của mình. Thì mình chỉ biết, trước hết là mình biết cái tướng và mình cố gắng nhớ cái tướng đó. Nhưng mà tôi hồi đó thì tôi nghĩ rằng cái này mình nhớ mình có thể quen. Nhưng mà mình nếu mình thấy được cái cảm giác đó thì nó sẽ không quen. Sau này tôi mới biết là tôi đi đường đúng là bởi vì cái thọ ấm là quan trọng. Nó là cái sự sống, nó là vừa cái lực sống mà vừa là một cái lực, nghĩa là nó cảm và loại trừ cảm. Tức là nó tạo ra cảm giác và phi cảm giác. Cho nên ví dụ khi tôi đi, tôi nghe cái bàn chân, nếu không dép thì nghe nó lạnh, và có một đôi dép thì mình nghe cái tiếng chạm. Với ví dụ đi trong rừng thì mình nghe những chiếc lá nó xào xạc ở dưới bàn chân mình, hoặc là mình đạp hoặc này kia, nghĩa là mình nghe cảm giác. Cái nghe đó lúc đầu thì mình tập trung một chút, nhưng mà sau này ví dụ bây giờ thì không cần tập trung nữa, nó rất quen rồi. Cũng như hơi thở, ví dụ bây giờ nói nhiều á thì hơi thở nó không được điều hòa, bởi vì khi mình nói đó cái khí của mình đó nó sanh ra nhiều, nó giảm bớt cái hơi, cái lực hút vô nó ít mà cái lực đẩy ra nó nhiều. Cho nên người ta nói nhiều đó thì nó mệt, và người ta nói là nó hao tổn cái tinh thần, là bởi vì nó thiếu cái chất, mình gọi là nó thiếu oxy hoặc là gì đó, nhưng mà mình không cần, mình biết cái chỗ đó. Cho nên mình tự điều chỉnh cái chỗ đó. Nhưng mà cái điều chỉnh đó nó là phải có cái biết. Khi cái biết đó nó ở trong hay ở ngoài, nó đều lấp đầy những chỗ khuyết. Nó lại vậy. Ví dụ như bây giờ tôi đi cái bằng chân. Bằng chân tôi nó yếu, nhưng mà tôi biết cái cách nghe cái cảm giác với lòng bằng chân. Bởi vì hồi xưa thì tôi không nghĩ về tăng trưởng cái lực, nhưng mà nó thuộc về cũng giống như mình đừng có vọng, mình đừng có loạn, mình gọi là nhiếp tâm, cũng như để mình được định. Nhưng mà chính cái định này nó là tụ khí, nó là làm cho cái cơ thể mình vững hơn. Cho nên bây giờ ví dụ yếu, nhưng mà khi tôi đi tôi nghe bằng chân, tức là khi mình nghe đó đồng thời cái khí mình nó cũng rút xuống hạ bàn. Cũng giống như người ta tập võ, người ta đứng tấn. Bởi vì đứng tấn thì tất cả khí nó đều rút xuống, từ eo trở xuống dưới chân. Mà nhất là nó cơ bắp, nó vững ở chiều dưới. Thì ở trên nó thông thấu. Thì mình đánh võ hay đánh chiêu gì nó trôi chảy. Ở trên nó như cái khoảng không, mà ở dưới nó như cái nền tảng. Cũng như nhà ở trên thì có cửa nẻo trống trải, nó nhẹ nhàng, nhưng mà cái nền, những cây cột nó được gắn vào ở trong cái nền, nghĩa là rất là chắc đó. Thành do như vậy cái lực mà chúng ta thực tập đó, cái quan trọng là trong cái sự hiểu biết. Cái hiểu biết đó nó là cái định. Bởi vì cái định, trong cái định đó tức là cái huệ mà nó sanh định. Còn nếu chúng ta, bởi vì chúng ta rất sợ hãi và chúng ta theo cái nguyên tắc bình thường, chúng ta nó phải định rồi mới có huệ. Nhưng mà hồi đó tôi thấy nó chậm hơn là khi mình, nếu mình có huệ rồi tự nhiên nó định. Khi mà có định thì tự nhiên mình có giới, bởi vì mình biết điều gì nên, điều gì không nên. Cho nên huệ, định được giới. Còn thông thường thì hồi mình nhỏ mình học mình tu đó thì phải có giới, định, thử huệ. Cái giới là mình phải có một cái chừng mực, ví dụ từ cái đi, đứng, nằm, ngồi, oai nghi, nghĩa là tất cả những cái cử chỉ của mình đó, đồng thời nó nằm trong cái tỳ ni. Ví dụ bây giờ mình lấy cái nước mình rửa tay thì mình phải đọc cái chú. Ví dụ lấy nước rửa tay, nghĩa là cầu cho chúng sanh được tay trong sạch, dĩ thỉ quán trưởng đưa nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh thủy thuộc trì Phật Pháp. Mà rửa mặt, tắm rửa hay tất cả cử động mình đều có tỳ ni. Tỳ ni chỉ để nó nhớ, và trong khi nó thêm câu chú nữa, nó có vẻ quyền bí. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mình nhớ, mình phải có cái biết đi trước. Nghĩa là tôi đảo lộn lại, nhưng mà tôi không dám nói điều đó, bởi vì điều đó nó ngược lại ở trong cái sự thực tập ở trong trường học, trong chùa mình. Mà tôi phải dùng cái biết. Mà không ngờ là khi mình dùng cái biết đó thì cái định và giới nó sanh ra. Bởi vì trong cái biết đó mình nó không có vọng, mà ngược lại nó còn phát minh tiếp. Cho nên tôi đảo ngược là huệ, định và giới. Khi mình biết một điều gì đó thì mình luôn luôn nó có một sự hoàn chỉnh trong sự hiểu biết. Cho nên cái đường hướng là chúng ta phải có cái tầm nhìn, hành động, rồi chúng ta mới biết cái thực sự trong cái hành động đó nó vừa động và vừa tỉnh, tức vừa ở trong cái vô minh và cái sự cái trí tuệ. Cái giữa của cái đường hướng đó là gọi là sự tỉnh thức giác ngộ, tức là chúng ta không bị cái mê nó vọng. Bởi vì trong khi đó nếu mà chúng ta bị cái mê thì chúng ta bị dính ở trong cái động. Mà chúng ta có một cái sự cũng như là chuẩn bị á, thì chúng ta bị cái tính chất chừng mực của những cái khoảng cách và cái động đó nó ức chế sự trôi chảy. Nhưng mà nếu chúng ta có cái biết á, thì nó không bị ức chế và nó không bị cái tính chất mê để cho cái khoảnh khắc nó không có. Ví dụ như bây giờ tôi đương nói, nhưng mà tôi luôn luôn biết được tôi đang ngồi, và hai cái chân của tôi, một cái thì tôi để trên cái ghế, cái thì tôi để dưới đất, ở dưới cái chân ghế đi đất. Và tôi biết cái cảm giác của hai cái chân đó nó khác nhau. Một cái thì nó chạm ở dưới bằng chân nó hơi lạnh, cái thì trên không có gì, và toàn thể thân thể đó. Cho nên trong cái biết đó mình, nó không cần ở điểm nào cả, nó toàn thân của mình. Mà không phải nó biết về thân thể, nó biết về cái quả tim đương đập, về cái hơi thở, và nó biết về mình đang nói, mà nó biết mình đang nói gì, rồi nó biết mình đang muốn nói gì, sắp nói gì nữa. Cho nên cái biết nó không có thời gian trước sau, không có cái gì hết cả. Cho nên nó gọi là phi thời gian. Mà ở trong cơ thể mình thì mình biết nó sắp cái gì và nó không cái gì. Tôi nghĩ rằng nếu cái biết này á, mà nó đến cái lúc mà mình hiểu đạo như Đức Phật, như Bồ Tát, thì nó biết cả quá khứ vị lai. Là bởi vì sao? Bởi vì tất cả cái gì xảy ra, đang xảy ra hay là chưa xảy ra, nó đều ở trong cái biết nhìn được sự vật đó. Cũng như biết thấy một cái hoa, một cái búp hoa, mình biết rằng nó sẽ nở ra cái hoa. Và nếu mình biết một cách sâu hơn, chuyên nghiệp hơn, thì mình biết chừng thời gian mấy bữa nữa nó sẽ nở ra. Và cái hoa này nó rỡ ra đẹp hay là nó rỡ ra không đẹp. Cho nên luôn luôn mình phải có một cái nhìn. Trong cái nhìn thì chúng ta luôn luôn, dĩ nhiên là nếu chúng ta thích cái đó nghĩa là phải chơi trò đó thì tự nhiên nó định thôi. Trừ khi mình không thích thì mình bắt mình phải định vậy gì. Khi chúng ta thích một bức tranh hay là một bài thơ hay là một cái sự triển lãm gì thì chúng ta nhìn, mình gọi là nó đam mê hay là nó hút vào trong đó, thì cái đó không định là gì thì nó định. Con người lúc nào nó cũng có những cái định, nhưng mà cái định nó không có biết. Bây giờ mình định nó, mình thêm vào cái biết của nó, thì cái cũng như cái thức trí nó sống ở trong cái hành ấm của mình đó. Cái thức ấm mình nó đi trước và cái hành ấm, rồi nó có cái thọ ấm và nó hướng tới cái tưởng ấm. Bởi vì mình thọ thế nào thì mình nghĩ như thế này. Mà cái đó nếu mà công thức này đưa ra ngoài đời thường thì chúng ta vẫn dùng chính xác. Cũng như chúng ta muốn cái gì thì chúng ta muốn cảm cái đó, muốn cảm giác về cái đó. Mà chúng ta nếu mà trong cái cảm giác đó chúng ta có thể biết cái cảm giác đó chúng ta bằng lòng hay không bằng lòng. Cho nên nó là cái trí tuệ. Thành nếu mình ứng dụng trong cái phương pháp thực tập, nghĩa là gọi là thiền phi nhân cách, nó không có nghi thức, thì nó ngay bây giờ chúng ta có thể thấy được cái điểm chính xác của nó. Và nếu cái điểm chính xác của nó ở trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi, nó cũng là một thời gian vô cùng. Bởi vì cái kinh nghiệm nó không bằng vào cái hành động hay dấu vết, mà cái kinh nghiệm nó vừa tạo ra, nghĩa là tạo ra cái động, cái hành, nhưng mà nó vừa biết cái hành đó, thì cái hành đó nó hành điều này và điều này, chỗ này chỗ này, nghĩa nó phi thời gian và phi không gian. Còn nếu chúng ta bị kẹt và phải làm thế này, phải làm thế kia, phải thế này thế kia, thì cái điều đó có thể là chúng ta cũng được chính xác, nhưng mà nó rất là khuôn khổ. Cũng như hồi tôi đọc sách, tôi đọc nhiều loại sách mà nói thật, có người lớn nói, chú còn nhỏ sách mà đọc chi cái sách đó. Ví dụ như chẳng hạn như tôi đọc Sathatutra, hoặc là tôi đọc nhiều cái loại sách mà nó thuộc về rất là có cái văn hóa cao, nhiều cái tính chất, hoặc là nhiều khi tôi đọc một nửa cái sách Tự Lực Ấn Đoạn thì tôi bỏ qua. Tôi đọc Socrates, tôi đọc nghĩa là có triết gia Tây phương, rồi tôi đọc lại cái Tự Lực Ấn Đoạn, ví dụ ấy. Kinh điển cũng vậy nữa. Có nhiều khi tôi đương học ví dụ như Bát Đại Nhân Giác tới Thập Nhị Chương hay Thập Thiện đó, thì tôi nhảy qua, tôi lại đọc vào những cái Tương Ưng Bộ, Trung Bộ, hay là tất cả các cái bộ, nghĩa là loại của Nikaya. Mà trong cái Nikaya tôi vừa đọc thì tôi lại sang qua, tôi đọc những cái chú giải của Kinh Bát Nhã hay gì đó. Nghĩa là đại khái tôi không bị cái lệ thuộc phải thế này kia, bởi vì tôi cảm thấy mình thiếu gì, mình cần cái gì đó thì mình phải làm. Cái thiếu cái cần này không phải là cái chỗ mình hiếu kỳ, nhưng mà mình thấy, bởi vì nếu mình không hiểu được cái tư tưởng giải mã, được cái từ cái ý của Đại Thừa này, thì cái chỗ Tiểu Thừa này mình phải bị nhiễm, bị dính trước. Nhưng mà nếu mình trong cái chỗ mà mình không biết cái chương mục, cái chỗ đường đi của các cái vị thầy, các vị chứng đạo từ Tu Đạo Hoàng cho đến A-la-hán, thì có thể là mình bị rơi vào trong cái tính chất của cái biết về Đại Thừa đó, nhưng mà đồng thời mình không có cái trình độ đó, mình không có trình độ của dự lưu như thế nào. Cho nên mình muốn có một cái trình độ căn bản đó thì mình phải đọc cái này. Cũng giống như mình chơi võ thuật, mình có thể múa được nhiều bài võ, nhưng mà sự cái căn bản của mình chưa có thực tập. Ví dụ thủ, nhãn, thân, yêu, bộ, thức, đảm, khí, kinh, thần, mình không ở trong cái chỗ đó được. Mình không biết chỗ nào là dùng thủ, rồi dùng nhãn, dùng mắt, dùng eo, dùng bụng, Mình thức dùng sự can đảm mà dùng cái sức mạnh kinh và cái thần khí của mình, thì trong cái tính chất mình tập luyện về những cái môn thể dục này, có thể là mình vẫn đánh bại, bởi vì mình không nhìn được cái đối thủ của mình ở trong con mắt. Mình có sức mạnh, mình cứ theo sức mạnh đó. Còn nếu mình có cái tâm của mình ở trong bụng của người khác, thì nhất định mình sẽ biết người khác sắp đánh mình, cái gì mình chịu mình biết trước. Cho nên người ta đánh ra không phải mình cần phải đỡ, nhưng mà mình có thể nắm cái tay. Ví dụ vậy, có thể mình đánh mình đỡ, nhưng mà người ta đánh tới mình có thể nắm cái tay này, mình bé ngược lại hoặc là có thể nó có những cái chiêu nó rất đơn giản. Bởi vì cái chỗ yếu là cái chỗ cái ngón tay này. Hoặc là ta nắm tay này, mình không cần quần bẫy, mình chỉ cầm ngón bẻ ngược là thì người ta phải thả ra. Nó giống như những cái mẹo mà nó đơn giản. Cho nên mình học về võ thuật hay về công phu, nó cũng giống như học về văn chương vậy đó. Cái căn bản không, nó chỉ cần thiết cho cái trình độ mà chúng ta có cái tính chất theo cái thứ lớp, cũng như học thi hay là này kia. Nhưng mà không phải nhất thiết thì chúng ta phải thứ lớp như vậy. Chúng ta phải cần nó đáp ứng cho cái sự mở tung cái trí tuệ không có giới hạn của chúng ta. Cũng như chúng ta đọc Bát Nhã, nhưng mà thật sự chúng ta cũng không hiểu cái chữ từ Bát Nhã nó là gì. Cho nên sau này tôi gẫm nghĩ, tôi nói thật sự tất cả kinh đều nhân danh gọi là Bát Nhã. Mà Bát Nhã dĩ nhiên là tào dịch là trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ là cái gì mới được? Thì tôi mới nghiền ngẫm cái chữ trí và trí tuệ, mà không phải mình theo cái từ điển. Bởi vì từ điển thì người ta chỉ nói chính xác ở trong cái ngữ pháp, trong cái Đại Thừa thôi. Thì tôi mới quán cái trí đó là cái gì, rồi thật sự cái tuệ là gì. Cho nên nếu mình có trí mà không có tuệ thì nó không bằng mình có tuệ mà không có trí. Tôi biết cái chữ trí đó nó ở trong khuôn khổ nào, và cái tuệ nó ở trong cái giới hạn nào đó. Cho nên nó thật sự chứ tôi học Phật nó rất nhanh. Thành khi tôi học nó thực sự nó còn chưa hết tất cả cái chương trình Phật Pháp. Nhưng mà tôi có thể ra tôi trình bày, tôi giảng về Duy Thức đầu tiên ở lúc đó 22 tuổi. Tôi giảng ở tại Chánh Giác, chùa Gia Định của Hòa thượng Hình Trụ đó. Và mấy chùa khác nữa, Duy Thức Phương Tiện Đàm của Đường Đại Viên. Tất cả tôi biết. Bởi vì sao? Cái quan trọng là tôi biết cái thức là gì. Rồi sau đó mình biết cái thức rồi thì mới biết cái thức thứ. Nghĩa là từ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, rồi tới ý. Cái ý đó thì chúng ta chỉ giảng thôi. Chứ còn chúng ta không thấy cái ý phát sanh là gì. Thì tôi phải nghiền ngẫm, tôi coi thứ ý là gì. Mà tôi không có tra trong từ điển. Từ điển là một phần mình chỉ biết qua thôi. Chứ nếu mình mê từ điển, mình mê chữ đó thì thực sự mình lại lạc vào cái chỗ không có sự thật. Còn cái mạt na là cái tính chất cố chấp. Thì mình phải coi những cái kinh nghiệm tâm của mình và tâm sở của mình như thế nào. Cho nên cái cách học của tôi giống như tôi học nhảy. Nhưng mà thực sự tôi đi vào cái điểm chính xác trước, rồi sau đây tôi nghiên cứu lại thôi. Cái tu cũng vậy nữa. Cho nên do vậy tôi loại trừ những cái mà khó khăn rất dễ. Ví dụ những cái ham muốn hay là mình gọi là cái dục vọng cái này kia đó. Bởi vì tôi biết cái nguồn gốc của nó. Cho nên tôi không phải là cán răng mà mình bỏ cái đó, mình giữ giới này kia. Tôi thấy cái chuyện đó nó có vẻ là cứng nhắc gì đó. Cũng như ví dụ như bây giờ mình đi ngang phố hay ngang này, mình nghe những bài hát, bài ca, có khi những cái tiếng nói ồn ào này kia đó. Mình cố gắng mình biết tai, mình cố gắng không nghe. Nhưng mà cái trình độ mình nó không tiến được. Còn nếu mình thả lỏng, mình nghe những cái đó thì những cái vụn vặt nó, mình giống như cái chỗ kho rác nó chứa vào trong người mình, thì nó rất nguy hiểm. Nhưng mà tôi là đi vào cái đường giữa. Tôi là nghe về cái nghe. Tất cả những cái đó nó vào, dù là cái tiếng đúng, tiếng sai, cái tiếng gì đó tôi không nói. Nhưng mà tôi hỏi tại sao mình lại bị nghe? Mình đâu có muốn nghe đâu. Thì do vậy tôi được khám phá ra cái nhĩ căn. Tôi không có thể nói là viên thông hay không viên thông, nhưng mà tôi biết cái nhĩ căn đó là gì. Thì khi mình biết cái nhĩ căn thì mình cũng biết tỷ thiệt thân ý của mình. Nhất là cái ý của mình nó sanh diệt làm thế nào. Cho nên coi như là tôi học nó rất nhanh. Và khi mà tôi ra tôi giảng thì nói thiệt sự tôi học chưa hoàn thành được cái cao cấp hay là, nhưng mà tôi phải tôi giảng cái điều đó. Cho nên tôi học trong truyện Phật học, tôi bỏ trường, tôi cứ bỏ ngang, nhưng mà tôi bỏ thời gian rồi tôi tiếc hay sao tôi trở lại. Trở lại ông thầy muốn cha đi đã rồi trở lại á. Tôi nói con nghỉ ngơi, con đi ra giải trí chút, về tôi nói giỡn chơi đó. Ông nói ai biểu ông về, ai cho ông về? Tôi nói Đức Phật cho. Hỏi Phật ở đâu? Tôi chỉ cho Phật ngồi trên bàn đó. Hồi ở trường Lương Sư Phật học, tôi đối đáp với ông thầy đó. Ông nói ông Phật, ông Phật á. Tôi nói nếu không phải ông Phật thì thầy đâu có lại không? Con lại thầy cũng lại, thầy lại Phật. Ông nói ông sợ không chứ ông có đâu biết Phật. Tôi nói biết Phật không phải là Phật đâu. Đó là cái tướng biết đó. Ông cũng ngán luôn. Tôi nói Phật là cái trình độ Phật. Mà cái trình độ Phật chính là cái tâm Phật. Tâm Phật nó không có thực nhưng mà nó ứng dụng, không có nhiễm vào trong tất cả. Cho nên tôi phát huy ra cái Phật tính. Phật tính nó đâu có phải là có một cái đặc tính. Bởi vì con người bình thường còn không có tính, thì không chỉ Phật là có tính, không có cái tính Phật. Nhưng mà có thể là tạm thời chúng ta nói cái tính giác thì nó có. Tính giác là cái tính chúng ta luôn luôn thức tỉnh, nó không có mê. Mà cái không có mê đó là cái bản thể của tất cả mọi người. Tự chúng ta không biết cái đó thành chúng ta cứ mê. Thành do vậy cái mê nó cũng không có thật. Bởi vì cái mê là chúng ta không có cái giác. Thì nó mê thì gọi là mê. Nhưng mà cái giác cũng không có thật. Nhưng mà chúng ta không biết cái đặc điểm, cái thực sự của cái trạng thái tâm. Cho nên bằng vào chúng ta học cái chữ nghĩa thì chúng ta phải hiểu được cái từ. Mà chúng ta muốn hiểu cái từ bằng cái tính giả nghĩa thì chúng ta phải hiểu cái trạng thái. Tại sao họ lại nói cái từ đó mê hay là ngộ hay là cái gì? Thì cái từ mê hay là ngộ nó chỉ vào cái gì? Chứ không phải là giải thích theo từ điển. Có nhiều người, cái người làm từ điển cũng chưa chắc là họ ngộ hết trong cái tất cả từ của từ điển. Cho nên mình phải tự cái sự giác ngộ ngay nơi chính cái chỗ kêu bằng cái chỗ mà gọi là mê hay là ngộ, biết hay không biết. Bây giờ mình có học suốt đời mình cũng không thể biết hết cái pháp giới thế giới này được. Nhưng mà nếu mình biết về cái biết thì tự nhiên mình thông thỉnh mình học cái đó sao cũng được. Mình biết cái dưới, cho nên mình phải biết về cái biết. Cũng như mình thấy tất cả mọi cái, nhưng mà mình thấy hoặc là mình chối từ, hoặc là mình thích thú hay là kia, nó nhiễm và xả. Nhưng mà nếu mình biết về cái biết thì tự nhiên mình lại giải quyết nó nhanh. Cho nên tôi đặt ra những cái đường hướng học Phật của tôi. Không phải là đi tắt, nhưng mà đi vào cái trung tâm. Cái trung tâm của cái sự học. Cái sự biết. Mà cái biết thực sự có nghĩa nó cũng có nghĩa là tu. Tức là tu có nghĩa là chúng ta thay đổi, chúng ta dịch chuyển được. Cũng như là mình tu cái nhà, tu cái cầu, tu kiều bồi lộ, mình làm thay đổi. Nhưng mà mình biết trong giáo lý hay là trong tâm mình cái biết là thay đổi. Cho nên ở đây bữa nói là thấy và cái chết thì chúng ta sẽ nói sao. Nhưng mà cái thấy là quan trọng. Chúng ta phải thấy bằng cách nào. Cho nên nếu mình biết một từ, một điều như vậy chính xác thì nó thực sự bằng mình biết tất cả những cái liên hệ. Ví dụ mình biết cái thấy thì mình không cần biết hết tất cả thấy là gì, thấy cái này cái kia, thiên trời địa đất, mình chỉ thấy cái thấy thôi. Thì trước hết là nếu mình muốn biết tất cả đó thì cũng có thể biết được. nhưng mà nó không cần thiết bằng mình đạt được cái tự do của cái thấy. Mình muốn thấy hay là không thấy là do tự cái trung tâm mê ngộ của mình. Mình thích, mình thấy bằng cái thích, bằng cái ham muốn hay bằng cái gì đó, thì cái thấy đó nó đã là cái chỗ mê rồi, là cái chỗ không thấy rồi. Bởi vì mình thấy bằng một cái vô minh, bằng cái mộng. Mình ước muốn thấy điều đó là cái tâm mình nó vọng, nó muốn. Trong cái muốn của mình nó có hình. Cái hình đó là cái thức của mình ở bên trong. Và nó sanh ra cái lực chạm, cái lực hút là cái muốn. Nếu mình đã rồi thì nó lắc đầu, thì nó sanh ra lực đẩy. Nhưng mà mình phải thấy nó bằng cách vô nhân, vô tướng. Đừng có kết thúc trong cái từ ngữ, mà đừng có nói tôi thấy hay tôi không. Nghĩa là mình bỏ cái tôi đi. Nó không bao giờ có cái chủ thể trong cái động. Cái chủ thể là cái chỗ mình xác định trong cái điểm dừng. Còn cái thấy, cái biết, tất cả đều nó không có chủ thể. Cho nên nó cũng không phải là khách thể. Mà nó tự nhiên nó giải, nghĩa là tất cả những cái biên chế, biên độ của tất cả cái sự phù hợp hoặc là không có phù hợp. Vì thế cho nên mình học một mà có thể mình đưa cái chỗ biết này là biết tất cả. Cũng như mình biết thật sự cái tâm là gì, thì mình biết tất cả con người có thể dụng cái tâm. Người đó dụng tâm tốt, tâm xấu, tâm phải, tâm trái, tâm đúng, tâm sai. Nhưng mà cái tâm là gì mới được, thì mình biết cái tâm đó. Cho nên cái chữ Tào thì nó cũng có cái diễn tả cái tâm. Ví dụ như tâm điểm như tinh tượng, ba chấm, hoành câu như cái móc, hoành câu tận việt tà, phi mau tùng thử đắc tá Phật giả do tha. Nghĩa là Măng Long Độ Sừng cũng từ đây, mà thành Phật thành tiên cũng từ nơi đây. Cho nên do như vậy, mà từ nơi đây không phải là từ cái chữ tâm. Cái chữ tâm này nó chỉ, nhưng mà cũng không phải là từ quả tim. Như vậy là mình phải tự thấy biết cái tâm, cái chỗ nào mà mình phải dính, mà cái chỗ nào mình phải gỡ, mà cái chỗ nào mình bị dính, rồi cái chỗ nào mình thoát ly. Là cái điểm yếu ách của nó là cái gì? Nó là cái trạng thái của xúc thọ hay là cái trạng thái của tư duy. Nếu mà nó là cái suy nghĩ và mình giải quyết cái suy nghĩ, thì mình không thể thoát ra cái nhiễm được, không thể chứng được. Nhưng mà mình biết cái cảm giác, tức là mình biết cái chỗ dính và không dính của nó. Thì bây giờ nó bởi vì cái dính hay không dính là do cái không biết, chứ không phải nó dính hay không dính. Cho nên nếu mình không có vô minh thì hành nó không thể sanh được. Bởi vì vô minh thì nó bước duyên hành. Cũng như nó không phải là cái bóng đêm, cái ảo ảnh của cái màn đêm, cái sự trong rừng núi, trong đường vắng, thì nó không thấy ma sự gì hết cả. Cho nên cái ma đó nó vừa cái bóng đêm, mà cái bóng đêm nó nằm trong cái không thấy. Cái không thấy tức là cái thức của mình nó hỗn định, nó không ổn định, nó bước sanh ra những cái ảo giác phía bên ngoài. Có thể mình thấy cái này mình nhận là cái kia. Mình thấy cái không phải là con người, mình thấy là con người, thấy là ông già, thấy là cục đá, thấy là cái cây, ví dụ vậy đó. Thấy cái dây là tưởng con rắn thì tưởng cái dây. Nó lầm lẫn ở trong cái nhìn, cái thấy, chứ không phải nó lầm lẫn ở trong cái sự phê bình, quan điểm hay là danh từ. Cho nên phải đi vào cái chốt. Cho nên đây là cái đường lối tắt. Học cũng vậy, mà tu cũng vậy, mà đời đạo cũng vậy, là nó. Cũng như cái thời hồi đó tôi cũng mới phát minh ra những cái vấn đề tâm mà để mình ứng dụng thôi. Cái thời kỳ mà tranh đấu năm 1963 đó, tôi không có theo cái bên nào ấy cả. Nó thật sự cái tánh của tôi thích mở mang, thích đi coi, đi nhìn thôi. Bên quỹ ban liên phái, quỹ ban liên bộ, rồi bên này bên kia. Bên thì nghĩa là nó thuộc về bên Phật giáo của Hòa thượng Trí Quang, rồi bên của cụ Ngô Đình Diệm rồi này kia. Tôi đều chơi hết, tôi quen. Tôi nhỏ nhưng mà tôi lít hết, tôi chơi hết. Cho nên chỗ nào tôi cũng đi vô và đi ra được. Cho nên người ta lại nghĩ là mình là con người hai mặt, hoặc là mình làm cũng như là gian, hoặc là làm cũng như gián điệp, hay là này kia, việc gian rồi này kia đó. Tôi không có sợ. Khi mà đối thoại thì tôi nói tự tôi không biết, tôi là trẻ con, tôi thích đi chơi thôi, chứ tôi không có trình độ chính trị, tôi cũng không có biết đạo là gì cả này kia. Bởi vì không phải là tôi không biết, nhưng mà tôi biết những cái biết đó nó không ích lợi gì cả, dù bên nào cũng vậy. Nhưng mà cái tâm thức, nếu mà tâm thức chấp nê hận thù và cái tâm thức gì, cái chỗ đó là quan trọng. Cho nên tôi thấy rằng tôi là con người trẻ nít, con người trẻ con, nó vô tư, hết vậy đó. Bởi vì tôi biết cái chỗ vô tư đó, tôi mới trở thành vô tư được, tôi mới trở thành như thế. Cũng như tôi biết cái tâm tôi nó sanh ra cái cảm giác bằng cách nào. Cho nên nếu tôi muốn cười là tôi cười, mà tôi muốn khóc là nước mắt nó chảy ra. Nếu là tôi muốn diễn tả hành động gì thì nhất định hành động nó sanh ra rất là dễ dàng. Cho nên tiếc hay là mai gì đó là tôi không phải là nghệ sĩ đóng phim. Chứ tất cả những cái tôi đều diễn tả đúng người ta cả. Bởi vì sao? Bởi vì con người mình nó trống rỗng có gì. Cho nên một thời mà người ta rất thích là Michael Jackson nhảy đó. Tôi nhảy thử, tôi đều rất, cái chân của tôi rất nhuyễn. Nó thật sự chứ. Cho nên tôi học cái gì cũng nhanh. Nhưng mà tôi thấy cái, nếu mà mình để cho nó dính, nó bắt chước mà nó ý lại cái đó là mình để dính rồi, không thích. Cho nên tôi một nửa thì tôi bỏ cái đó, để cho nó đừng có ăn sâu vào. Chỉ trừ có kinh điển và cái nghĩa lý đó thì tôi không có lo chuyện đó. Cũng như bây giờ Kinh Bát Nhã mình đọc hoài mà mình vẫn thấy nó mới hoài, là bởi vì cái ngôn ngữ của nó rất là kỳ diệu. Bởi vì dĩ nhiên là Đức Phật nói hay là Bồ Tát nói là cái chỗ nó hoàn thiện ở trong tam nghiệp rồi, thân khẩu ý. Cái thấy của các ngài đó nó đi vào cái điểm trống không mà diễn tả lại tất cả những cái sanh diệt. Cho nên khi mình coi, mình hiểu đúng thì nó trở thành cái phi sanh diệt. Tức là mình giải thoát, chứ không phải là mình dính cái này là hai, cái này là dở, cái này là đúng, cái này sai, không phải. Cho nên tôi không có phê bình theo cái đường hướng đó, mà tôi cảm thấy tôi như thế nào. Ví dụ như hồi nhỏ tôi tụng Kinh Kim Cang, mà tôi hay giọng chuông ở dưới chùa Phước Hậu ở Trà Ôn ấy, thầy của tôi đó. Tôi giọng chuông Kim Cang, mà tôi tụng một Kim Cang thường tụng tới 1 tiếng mấy đồng hồ nó mới hết. Bởi vì lúc đó mình đọc nghe nga nó cũng lâu, mà mình tụng cũng không phải là nhanh như vậy. Tôi đọc mà tôi sau cái tôi thấy ủa sao mình mới vừa vô mình khai chuông mình tụng nó hết vậy, có lộn không? Mà tôi coi thì tôi không có lộn. Sau đó tôi lần tôi mới nghĩ cái thời gian là cái gì. Cho nên một bữa tôi vừa nằm ngủ, tôi thấy một cái giấc mộng, mà trong đó tôi thấy những cái sự hỗn loạn. Ví dụ như tôi đi ra ngoài bờ sông, tôi thấy một bầy vịt nhiều, nó kêu cái tiếng am. Đó, rồi tôi thấy tự nhiên mặt trời nó bắt đầu nó lặn về phương Tây. Rồi tôi thấy nghĩa là cái hiện tượng của vật lý không gian đó. Tôi bừng tỉnh lên thì tôi thấy nó mới nửa buổi, bởi vì sáng mình dậy sớm, khuya mình công phu nó ngủ, cho nên trưa phải tới chiều tôi nằm ngủ. Thì thực sự nó khoảng trưa tới trưa, vậy tôi nằm sớm. Thì tôi biết rằng đúng là không có phải cái thời gian. Bởi vì nếu mà ở trong mộng thì bây giờ nó đang cái thời gian buổi sáng và buổi chiều nó rất rõ ràng, mà mình tỉnh cái thì cái thời gian nó đâu có. Mà mình cũng không thể nói là trong mộng mình không có sống, bởi vì cái thấy nó rất rõ ràng, phân tích đủ thứ ấy cả. Cho nên cái thời gian buổi sáng buổi trưa ở trong mộng thì bây giờ nó là buổi chiều buổi tối. Ban đêm thì ở trong mộng nó là buổi sáng hay buổi trưa. Mà cho nên tôi bước sai là tôi hỏi mộng là thực sự là cái gì. Cái tính chất nó làm thay đổi đó. Cho nên tôi bước nghiên cứu về cái chữ mộng đó, mà tôi nghĩa là nghiên cứu bằng cách mình coi khi mà mình thích cái gì, mình mê cái gì này kia, thì cái ảo giác của mình nó chỉ thấy cái đó thôi. Và trong khi mình không biết cái chỗ mà mình biến đổi tâm, mình biến đổi cái não trạng đó, Chính cái chỗ mình không thấy, cái chỗ xê dịch biến đổi đó, cái đó là mộng. Chứ còn cái xảy ra đó nó không phải là mộng. Bởi vì sao? Bởi vì tôi quạt ngược trở lại, tôi thấy cuộc sống này mình cũng là mộng như thường. Ví dụ như bây giờ mình đang nói chuyện hay mình làm gì đó, thì mình thấy cái câu chuyện nó linh động hoặc là cái nghĩa lý hay này kia mình bị dính vô đó. Còn cái thực sống của mình nó không có, nó chỉ là cái trạng thái xảy ra ở trong những cái tính chất hoặc là ồn ào hoặc yên lặng. Cũng giống như khi mình ngồi thiền thì cái tâm thức mình nó gián lặng, nhưng mà mình hiểu biết, nghĩa là cái sự định, hoặc là mình chưa phải hoàn toàn nhập định, nhưng mà mình biết mình đang tu, mình đang biết hơi thở vô hơi thở ra, mình định tĩnh này kia đó. Nhưng mà thật sự cái điều đó có cần biết hay không? Nó chỉ cần biết trong khi để cho nó tránh những cái sai lầm khác thôi. Còn mình biết những cái đó, tức là những cái hình thức đó mình coi như nó đúng, những hình thức khác là nó sai. Cho nên cái đúng và cái sai, hay là những cái hình tướng này và hình tướng kia đó, nó trở thành cái biết, cái tâm thức của mình, gọi là cái ký ức thời gian đó. Mà sau này mình dạy, nhiều khi mình cũng lấy cái đó mình dạy lại, thì tôi thấy thực sự con người mình nó chậm tiến. Không phải nó không tiến hoại, không tiến. Bởi vì thay vì những cái đó, mình thấy những cái trạng thái gọi là thoát ly, cái trạng thái giải thoát nó ở trong cái khoảng nào mà nó thoát ly được cái đó, thì mình có thể đốt giai đoạn đó. Mà hồi xưa tôi không biết, cho nên tôi hay đọc sách nhãi, nghĩa là có khi cái bộ loại này đáng lẽ mình đọc rồi nó mới có căn bản. Cũng giống như mình học Anh ngữ hay mình học tiếng Pháp, nó phải có căn bản. Mình phải chia vặt bờ vocabulary, rồi mình phải sanh, rồi mình bước học được. Rồi mình còn đằng nào mình bắt vô mà mình đọc á, thì thực sự mình có đọc nữa nhưng mà nó thiếu cái căn bản thì sau này mình nữa nó. Mà hồi xưa thì thực sự là mình học nhãi rất nhiều, cho nên cái nào tôi cũng học. Nhưng mà thực sự nếu mà nó thật sự nó dở ạt. Tôi học tiếng Pháp, tôi có thể đọc cái này kia, nhưng mà thực sự rồi nó quen, bởi vì cái căn bản nó không có. Kể ra nói rồi cái học tôi được cái duyên đó. Tôi học chính với ông Lê Bắc Khanh mà tôi tiếp xúc, tôi học trong trường English sinh ngữ ở Phú Nhuận, ở Sài Gòn. Nhưng mà thật sự rồi tôi dùng thì thật sự không bằng ai. Cho nên tôi cảm thấy nó có tính chất xấu hổ, nó có tính chất quá, tôi bỏ. Tôi không ăn. Ví dụ vậy đó. Ví dụ bây giờ tôi tiếp xúc với một người Âu Châu nào đó, tôi lại làm giống như là mình đối diện, mà tôi biết đối diện với người nào. Mình, cái người này không phải là một vị thầy, một người Âu Á hay cái gì đó, mình đừng để cái đó, mình hãy nhìn trong cặp mắt người đó. Mình có thực sự người này đang là gì, đang có cái gì đó. Hồi xưa tôi hay dùng cái biện pháp đó. Thì một chút lát thì tôi cảm thấy cái người đó nó bàng hoàng, nó có một cái gì đó. Và nó phản ứng lại với tôi, họ vui vẻ hoặc sau đó. Và tôi biết rằng cái mà giá trị mình có nhìn ra người đó thì người đó không phải là người đó. Nhưng mà mình nhìn vào cái trung điểm của người đó thì cái trung điểm đó nó bị vỡ ra. Thì trong khi đó, bởi vì cái trung tâm nó rất quan trọng. Cái trung tâm nó là cũng giống như mình nói theo Lão Tử, nó là cái từ cái thái cực, từ cái vô cực nó sanh ra thái cực, thái cực nó mới sanh ra lưỡng nghi. Nhưng mà cái vô cực hay thái cực là cái đó nó bắt đầu từ nó vô hình, nó chưa chia thành âm dương. Thành ngay cái chỗ đó nó thật hơn bất cứ gì. Bởi vì trong cái chia chẻ đó, nó vì cái không gian, thời gian, hoặc là con người cho cái ý thức do bộ môn nó chia chẻ. Còn cái trung tâm của con người là gì? Đó. Tức là cái tánh biết và tánh không biết. Cái không biết nó gọi là avidya, tức là vô minh, cái không thấy. Còn cái biết là cái thấy, cái vidya, nó là cái thấy. Cho nên cái thấy đó nó cũng đồng thời là cái biết. Ví dụ như bây giờ mình nhìn, con mắt mình nhìn là ai cũng thấy cả. Chứ đừng có nói mình, ông thầy tu, ông học đạo ông mới thấy. Người bình thường họ cũng thấy. Trẻ nít nó còn thấy rõ hơn. Nhưng mà mình có cái lẻo mép là mình phân biệt. Mình sanh ra cái phân biệt. Cái này đúng này, cái này sai này, cái này đẹp này, cái này không đẹp này. Chính cái chỗ đó nó là cái chỗ căn bản nó mất. Cho nên ngôn ngữ thì nó làm mất cái trung tâm. Ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành diệt xứ, nó sanh ra cái tính chất đó. Cho nên mình học là cái sự trở lại. Trở lại mình thiếu cái ban đầu, chứ không phải là mình quán cái ban đầu. Cho nên cái phép quán nó cũng vừa có lợi mà nó cũng vừa bất lợi. Quán tức là chúng ta dừng tâm, chúng ta bắt đầu suy nghĩ, quán tưởng, quán chiếu, nghĩa là này kia đó. Và trong khi đó có thể cái tâm chúng ta nó chậm hay nó mau, nó tỉnh, nó do cái trạng thái tâm mà cái tầm nhìn. Cũng giống như chúng ta rọi một cái vật ban đêm mà chúng ta dùng một cái pin, thì pin sáng thì nó thấy những chi tiết hơn. Còn cái pin chậm thì nó không thấy rõ ràng. Thì nó vậy đó. Nhưng mà cái thấy thì khi mà chúng ta không tính cái tính chất cái độ mà để biết được cái điểm mà thấy đó là gì á, thì chúng ta rọi cái pin thì chúng ta đều thấy cả. Cho nên cái tâm của con người á, nó cái tính chất không phải là mình nói không cần cái tương đối, nhưng mà thật sự cái tương đối mà chúng ta dính vào cái tương đối đó thì cái tương đối nó là còn tương đối hơn, tức là nó lần lần nó trở lại cái pháp của thế gian thôi. Bởi vì nó không có ra khỏi chỗ đó, nó gọi không thể xuất, không phải xuất thế gian. Còn chúng ta không cần nhìn vào tương đối hay tuyệt đối, mà chúng ta nhìn vào cái chỗ không tên. Cho nên chúng ta mới thấy người hay vật nó đều ở trong cái tính chất đang là. Cái đang là cũng không thật, bởi vì đang là nó chuyển động, nhưng mà trong khoảnh khắc đó nó đều có cái là. Ví dụ trong một cái đường vận tốc nhanh, nhưng mà nó phải đi qua một cái không gian, nghĩa là nó thực sự nó không có chiều, tùy theo đó. Nhưng mà trong một cái khoảng nó đi từ A nó đến B, nó phải đi qua một cái điểm nào đó. Ví dụ chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta chấm một cái điểm đó, nếu mà cái đường đi của vận tốc nó đi ngang điểm đó, nó sẽ xóa qua cái điểm đó. Tức là nó có đi ngang qua cái điểm này, nhưng mà nếu chúng ta thấy kịp hay không kịp. Cho nên do như vậy, bây giờ chúng ta không cần tìm cái vận tốc mau hay nhanh, nhưng mà chúng ta phải nhìn vào cái thực tại. Cái thực tại không phải là cái đó đang chuyển động hay là đang dừng. Nếu chúng ta ý thức được cái điểm dừng hay là điểm động đó, thì chúng ta sẽ sanh ra một cái bài tính toán, và chúng ta sẽ kết thúc ở trong một sự hiểu biết nó có quy tắc. Còn bởi vì chúng ta nhìn và chúng ta thấy nó như vậy thì nó sẽ như vậy. Chúng ta sẽ thấy cũng như đó, giống như chúng ta thấy cái chuyển động, cái hình thành của nó, là bởi vì trước đó nó có một cái chỗ nhóm tụ, nó có cái điểm dừng và cái điểm động, thì cái hình thành nó từ cái điểm động cũng như từ có cái nhân nó sanh ra cái quả. Nhưng mà cái nhân của nó, cái chỗ mà nó dừng đó, nó vẫn đang động. Nếu không động thì làm sao nó chuyển tới cái điểm đằng này, từ đây nó đến kia. Cho nên chúng ta nói tóm tắt vậy, chứ cái vật hay là cái tâm nó đều là vậy. Cho nên bằng cách là chúng ta không nhìn điểm động, mà chúng ta cũng không nhìn điểm dừng. Nó không có dừng và không có động. Rồi chúng ta bước bắt đầu chúng ta nói tất cả vận tốc thế giới nó đều như ảo, như quyển, như mộng. Đó, thì ở đây là chúng ta học được cái giáo lý mà như quyển của Phật trong Kinh Viên Giác. Nhưng mà như quyển là gì? Cái quyển là cái không có thật. Bây giờ chúng ta là bị sai lầm một điều nữa, mà chúng ta cứ nghĩ là cái không có thật đó, nó là không có thật. Nó không có cái không có thật. Bởi vì nếu nó không có cái thật thì nó làm sao có cái không có thật được. Cho nên chúng ta lại xóa được cái đó. Cho nên mình đốt cái giai đoạn, chẳng những bằng cái hạt mà bằng cái trí não mình, nó không bị dừng ở một cái điểm nào, không bị mê ở điểm nào hết cả. Cho nên mình cũng không phải là con người biết hay con người không biết, không phải người sáng hay là người mù, nhưng mà đồng thời mình thấy. Cho nên ở đây bữa nói là cái nhìn và thấy này, cái điểm nhìn, nhìn là thấy. Cái nhìn nó mình nhìn phải bằng cách nào và mình thấy bằng cách nào. Nếu cái nhìn có điểm dừng thì cái thấy có cái điểm chuẩn riêng của nó, có cái nguyên tắc của nó, bởi vì thấy là cái gì. Còn nếu mình cái nhìn mà không phải là nhìn thì cái thấy không thể xác định là cái thấy, mà nó là vậy. Cho nên cái thứ ba là cái động. Cái động mà bây giờ mình có thể nói thêm là hành động đó. Cái hành động đó, đã nói là hành động tức là nó không có thật. Thì thật sự cái điểm dừng và cái điểm đậm nó không có được. Cho nên cái này mình phải đọc những cái luận của Bồ Tát Long Thọ. Cái luận gì của tôi cũng quá, cái bộ luận hả? À, và Trung Quán Luận thì chúng ta thấy đó. Bởi vì tôi đọc tôi quen đấy. Bà cô này là cái cuốn từ điển mình hỏi và nhớ cái cho nên trong cái Trung Quán nói, bây giờ chúng ta nói chúng ta đi, cái từ đi nó chỉ vào cái gì? Khi chúng ta chưa đi thì chúng ta đứng im, thì chúng ta dở chân thì chúng ta mới dở chân, chúng ta đưa qua thì chưa có đi, mà khi đặt chân xuống thì nó xong rồi. Thì bây giờ mình hỏi cái chữ đi nó là chỗ nào? Cho nên chúng ta hiểu được cái Trung Quán Luận, nghĩa là vô số từ chuyện nhân quả, từ bất cứ chuyện gì Bồ Tát Long Thọ đều có thể giải mã được cho chúng ta. Cuối cùng chúng ta sẽ bằng lòng mà chúng ta không bị dính pháp, không bị dính à, cái này là pháp hay pháp dở gì cả, mà chúng ta giải tỏa cái tâm thức. Cho nên chúng ta đồng với cái chân lý. Chân lý là cái sự thật. Rồi sau đó chúng ta có thể nói theo mình, bởi vì cái nói đó chúng ta không bị lặp lại. Cho nên nếu chúng ta hiểu được một cái bài kệ, một bài kinh nào mà thật sự của Đại Thừa, thì chúng ta có thể giải mã cái thế giới tương đối này. Nó trở thành cũng giống như thuyết tương đối của Einstein. Chúng ta hiểu được một cái thực sự cái điểm chính của một cái thuyết, thì chúng ta có thể giải mã được tất cả các hiện tượng của vật lý. Còn đứng về tâm lý cũng vậy, chúng ta ngộ được một cái nguyên tắc thực sự. Nhưng mà khi chúng ngộ rồi thì nó không có nguyên tắc đó dính theo, thì chúng ta có thể lập trình theo mình. Thành do như vậy chúng ta bước thấy lại á, trong cái nhìn á, thì nó sẽ trong cái nhìn mà cách nào. Cái này thì chúng ta phải kinh nghiệm. Cái nhìn thấy là cái gì, mà cái nhìn không thấy là gì, mà tại sao chúng ta lại phải thấy để có nhìn. Rồi nó sanh ra cái động. Trong cái động tức là cái điểm chưa có mà nó có thì nó phải trở thành không có. Cho nên nó dừng thì nó trở thành chuyển. Trong cái hành thì nó phải từ cái vô hành nó đến hành. Trong cái thức thì nó sẽ trở thành vô thức, nó thức. Và nếu nó thức rồi, nếu nó biến thành trí thì cái thức nó mất. Mà cái trí nó khi nó ngộ thì cái trí đó nó cũng tiêu. Nó trở thành cái tâm giác, tâm không. Mà kể cả cái tâm không nữa. Thật sự mình phàm phu mình nói vậy. Chứ ví dụ như mình nói Nam Mô Đại Trí Văn Thù Lợi Tắc. Nhưng Bồ Tát đâu có phải ông nói tôi là có đại trí đâu. Bởi vì cái trí ông là tất cả pháp giới. Cho nên bởi vì ông không có cái ngã và cũng không thật sự. Cho nên Bồ Tát là pháp giới. Bodhisattva là tất cả. Nó cái tính chất của pháp giới. Cho nên mà cái pháp giới cái đó, trong khi chúng ta nhìn, bây giờ chúng ta bắt đầu khởi đầu bằng cái nhìn đi. Chúng ta nhìn nó phải bằng cái trước hết là cái đang là, tức là như thế đó. Cho nên cái này chúng ta cũng bắt đầu từ Krishnamurti hay là Mara, nó là cái thấy cái đang là đi. Từ cái đang là thực sự là nó cái không tên. Mà không tên thì chúng ta giải quyết được cái tính chất xác định của cái thấy và không thấy. Bởi vì chúng ta thấy cái đó, đồng thời chúng ta cũng thấy cái không phải cái đó, cái này hay cái kia. Trong một cái tầm nhìn chúng ta, tất cả sự vật đều phản ứng vô cái mặt kiến của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta nói tự mình nói là tôi là cái mặt kiến, thì thực sự chúng ta hạn chế. Cái mặt kiến đó nó không có tôi, nó không có chủ thể nào hết cả. Vì thế cho nên cái tánh thấy của con người nó có trước khi mà nó giác ngộ là nó phát minh ra thôi, chứ không phải nó luyện đâu. Mà nó luyện thì nó rất là chậm, mà nó phải phát minh ra. Chúng ta tìm cái đường hướng mà để mà phát minh cái thức, cái tâm của mình, nó đi vào. Cho nên nó mộng là một cõi trần gian đó, thì chim bao quạ, nghĩa là gì đó, gian sang tuyệt vời hay gì đó, là nó tùy thuận thế đó. Nếu mình ở trong mộng thì là mộng. Nếu mình biết mộng thì cần gì mình thức tỉnh. Biết mộng không phải mình biết đây là mộng, nhưng mà chính mình ở trong cái biết đó. Thì bây giờ nếu mình ở trong cái chỗ cái bình thường, không phải giấc ngủ, giấc chim bao, thì cái biết đó, thì trong mộng mình cũng cái biết đó. Nhưng mà trong mộng nếu mình biết mộng thì nó thức ngay thôi. Còn bây giờ mình biết, mình cũng cái biết đó, nhưng mình biết cái hiện tượng, cái này nó thuộc về nhân quả của thức rồi. Thành mình biết, nhưng mà mình chỉ chuyển thành cái không nhiễm, không dính. Chứ cái cảnh này nó không biến được. Cái cảnh này nó phải đi lên tới, ví dụ nếu mình muốn dùng cái thần lực thì phải lên tới cỡ, nghĩa là bát địa. Thất địa thì mình mới làm nó tan biến được. Bởi vì cái biết đến tậu cùng nó tạo thành cũng như cái không tính mà trong cái nội chứng á, thì tất cả thế giới này mình khoát tay một cái thì nó trở thành trống rỗng. Cho nên cái điều, cái tu, cái chứng nó cũng có cái lợi khác nhau. Cũng như bây giờ mình nhảy qua một cái mương, mình phải làm một sự cố gắng và mình dậm chân ở đầu bên này. Trong cái sự cố gắng của mình nó sanh ra cái lực mình phóng ra bên kia. Cái khi mình phóng qua đó, cái chỗ đó mình không có đếm được, không có thấy được. Mình phóng kia là bởi cái tầm nhìn của mình ở bờ bên kia. Nhưng mà khi mình đậu qua bờ bên kia rồi thì nó không có bên này và nó cũng không có, mình chỉ mơ hồ nhớ lại thôi. Là bởi vì khi mình đương phóng qua đó mà mình nhớ, mình ý thức cái này thì có thể là mình cái chân mình bước chưa tới nó sụp xuống dưới. Nhưng mà mình cái điểm dừng của mình là cái điểm bờ bên kia. Mình nhảy qua bờ bên kia. Trong khi đó mình ý thức trước, rồi trong khi mình động đó thì nó không có thức đó, thì nó chỉ có cái hướng phóng tới. Cái chỗ mà phóng tới đó, đó là cái chỗ mà nó tuy nó dùng lực nhưng mà thật sự nó ở trong cái đồng hóa với cái chỗ mà kêu bằng nó cũng như giống như thần thông chuyển động. Cho nên trong cái này thì tôi có nhiều cái giấc mộng, tôi thấy tôi bay hồi đó, như ở qua bên kia động Phong La đó, ở trên cái vực nó xuống mấy chục mét cao, tôi đứng vậy đó. Hồi xưa tôi cũng muốn bay, nghĩa là tập bay rồi vậy đó. Tôi nghĩ có một lúc nào mình sẽ bay qua cái đó thử coi. Nhưng mà tự nhiên mình nhớ lại là không được. Tức là cái ý thức thực tại, cái ý thức của cảnh giới, của đất đai, của cái hố sâu này kia đó, nó làm cho mình không bị mất mình được. Còn chim bao á, thì nó thấy vậy nhưng mà nó không phải là, cho nên nó cũng thấy y như vậy đó, nhưng mà tự nhiên nó không nghĩ, nó không có cái sự xác định, cho nên tự nhiên nó bay. Nó không xác định về chính nó. Trong chim bao nó chỉ có cái thức, chứ cái thân nó không có thực. Cũng như khi chư thiên và trong cái bậc đô trung ám thân đó, thì nó hãy nó muốn nghĩ nó đi đâu thì tự nhiên nó ở đó. Cho nên mình chết rồi mà mình nhớ nhà thì tự nhiên mình thấy mình ngồi ở nhà. Dù nhà của mình ở Hà Nội, ở bên Paris, bên New York thì mình cũng ở bên đó liền. Bởi vì sao? Nó không có thời gian. Cái thời gian là nó do cái tâm mình ức chế, tâm thức. và nó tạo ra cái tướng đây hay kia. Nó. Cho nên ở trong mộng này mình nghiên cứu về cái tầm nhìn thấy trong mộng và trong thực này, nó có những điểm giống nhau. Rồi mình bước coi cái nhìn là gì, cái thấy là gì. Đó. Cho nên ở đây cái chủ đề nhấn mạnh là cái thấy. Đó. Cái thấy. Cho nên cái thấy có đối tượng và không đối tượng, cái thấy có xác định và không xác định, cái thấy nó có danh và không danh, nó khác nhau trong một cái tầm nhìn. Và cái đó đứng về cái tương đối của thế giới thì nó cũng sanh ra cái chỗ đúng sai hay là chỗ họa phước và cái chỗ này kia. Mình cũng chỉ một tầm nhìn của người ta, mà mình để mình đi ngon mình nhìn một người nào đó, nó chạy nó đánh mình, nó ông nhìn điểu, đánh liền, mình nhìn nó bị cái ánh mắt mình thôi. Còn mình nhìn một người nào đó và cái tâm mình trong khoảng khắc nó có chút thương yêu đó, thì người ta đó cảm tình, người ta cười đó. Mình thấy không, cái tầm nhìn. Nhưng mà trước cái tầm nhìn đó là cái gì đó. Chúng ta thấy một cái đó, nó sanh ra cái đó. Chúng ta thấy một cái vừa ý, nó sanh ra một cái thoải mái. Chúng ta thấy không vừa ý, nó sanh ra một cái tính chất bức xúc. Thì nó là từ cái thấy. Cái thấy tức là cái nhìn. Nhưng mà cái nhìn đó thật sự trong mộng bước ngoài đời, nó trong đời thường nó cũng vậy thôi. Cho nên bây giờ mình phải xét lại từ cái động của cái thấy. Và sau cái đó khi mình giải quyết xong, hay là mình phát minh ở trong giữa cái chiều của hành động đó, tức là cái đó nó vượt qua, nó là cái chết. Cái chết không có nghĩa là, bởi vì cái chủ đề này thấy và cái chết. Cái chết nó không phải nhất thiết là mất thân thể này. Ví dụ có khi thân thể nó còn nằm đó, hoặc là nó bị thiếp đi, nó bị chết giả, hay là nó bị ức chế, nó sau đó rồi nó tức là có người họ chết đi rồi họ cũng sống lại. Cho nên cái chết này nó không có thật. Nhưng mà cái tính chất cái nhìn của mình đó, cái thấy của mình đó, thì cái này nó nói theo thông dụng thì nó là thuộc về cái nghiệp. Cái nghiệp thấy. Cũng như nghiệp con người thấy khóc, mà con mèo nó thấy khóc, con chuột nó thấy khóc, con chim nó thấy khóc, mỗi thấy nó khóc. Nhưng mà nó đều có một cái trung tâm của cái thấy thực. Còn cái nghiệp, cái gì hay là cái sợ hay là cái vui này là nó theo, nó ăn theo của cái tầm thấy, chứ không phải là thấy cái này cái kia. Nhưng mà cái này cái kia Cho nên một cái người tham thì họ thấy một cái đống vàng, họ nó sanh tâm, cho nên khi họ sanh cái hành động cướp giật. Còn người không tham thì họ thấy như cái thấy. Còn có người có trí thì họ thấy, họ phân biệt, còn nó cái đó của người khác hoặc là không phải của mình, hoặc là mình đừng có nghĩ tới, sanh tới. Thì cái người trí đó là cái người đứng giữa, phân nghĩa là cũng như trọng tài giữa cái giải thoát với lại cái dính mắc. Còn cái thấy không cần cái người phân tích, nhưng mà chỉ cái thấy đó, làm sao cho cái thấy đó bằng với cái không thấy, tức là thấy như thực, thấy thế giới và thấy hiện tượng, thấy chúng sanh, thấy rồi như nó đang là. Và cho nó đang là cuối cùng thì nó vượt qua cái đang là, nó chỉ còn cái thấy thì giải thoát. Bởi vì không thể không có cái thấy. Nhưng mà cái thấy gì á, là nó thuộc về trình độ. Dính mắc cái gì đó là cái nghiệp. Và mình chuyển lần của cái nghiệp đó là sự tu chứng này kia đó. Bây giờ mình không cần cái khoảng giữa, mà mình đổi lại cái nhìn. Mình nhìn đó, trong cái nhìn của mình coi thứ cái nhìn của mình nó thích hay không thích, nó thích, nó rung động hay không rung động. Nhưng mà đừng có bỏ hay là lấy. Nếu mình bỏ mình lấy thì mình sẽ tu suốt đời á. Hoặc là mình phải từ đây mà lên Phật không biết bao nhiêu kiếp nữa. Nó cũng cứ bỏ lấy đó. Mà trước hết là mình phải thấy cái nhìn của mình nó không có dính. Mình thấy cái chỗ không dính và cái chỗ nhìn của mình giống như đứa trẻ thơ, nó vô tư. Nhưng mà mình thấy đó bằng cái cách mà nếu nó xảy ra một cái gì đó thì mình biết liền. Cũng như nó giải thải ra một cái rung động thì mình biết. Còn nó xảy ra cái thấy, nghĩa là cái thấy bằng cái tính chất thích ưa thì mình biết. Nhưng mình đừng có bao giờ nói cái này là xấu, cái này là tốt. Bởi vì mình nói cái đó là nó dừng chỗ đó. Là ví dụ mình thấy cái đó, mình nói cái này xấu, thì thực sự người ta nói cái người này là người tu, người tự trọng này kia. Nhưng mà nó rất chậm. Mình phải thấy cái thấy của mình không có dính. Nếu mình cái này mình không có dính một cái thì tất cả cái điều không dính. Mình phải thấy cái chỗ không dính, không mắc, không nhiễm, không ô, thì cái này nó không có thời gian. Và cái thời gian một điểm tức là tất cả là một. Thì cái này nó thể hiện trong giấc mơ, và nó thể hiện khi mà mình bỏ cái hiện hữu của thân này, tức là. Nhưng mà đồng thời mình vẫn có cái biết chung của tất cả, gọi là cái hữu dư y á, mình vẫn có. Dù một vị La Hán người ta cũng phải có cái hữu dư y đó. Cho nên khi người ta bỏ, người ta niết bàn, người ta bỏ thân này luôn thì nó mới gọi là vô dư. Trong cái vô dư đó không phải là cái mắt. Chỉ người bình thường, người phàm phu hay là mình không có chứng đạo thì mình thấy cái điều đó, ngày chết rồi, ngày mất rồi này kia. Nhưng mà cái vị đó nó trở thành một cái tính chất bí mật của những thể đó. Cũng như cái máy mà mình động, ví dụ mình máy chụp hình, máy gì đó mình động nó thì nó sẽ ghi hình, mà mình không động thì nó không ghi. Mà mình phá tan cái máy đó thì nó không có nói về cái chuyện đó, nhưng mà nó họp được những cái bộ phận đó thì nó chụp hình hay nó làm gì. Bởi vì cái tính chất phối hợp thì trong đạo Phật gọi là cái duyên. Cái duyên nó thành pháp, gọi là nhân duyên sở sanh pháp. Ngã thuyết tức thì không. Cho nên mình bỏ diệt danh phi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa ở trong cái đó. Cho nên mình không bỏ mà không lấy, không thêm, không bớt, không phàm, không thánh, không nhiễm, không gì đó. Nhưng mà tuyệt đối là không có cái không và có cái biết. Rồi bỏ đi cái biết nữa thì tức là mình vào được cái trung tâm của cái sự tự do. Và nó lớn dần hay là nó trở thành thực là cái chỗ tự do đó. Chứ không phải còn trong khi nó tiến hóa thì gọi là nó từng bậc từng bậc. Cũng như bây giờ nó cái người nhập lưu là vong sở. Sơ văn trung, nhập lưu vong sở. Nếu mình thấy được cái tâm thức của mình, mà mình thấy cái chuyển di của tâm thức của mình đó, nó vượt qua, nó biến đổi, thì trong đó cái thấy và bằng cái không, giữa cái thấy và bằng không, tức là trong khi đó mình đã vào cái tâm dữ luôn. Bởi vì cái thấy này nó vượt qua cái tính chất cố chấp, và nó không có cái tính khẳng định của cái vấn đề. Cho nên nó chỉ còn lại cái thấy, và cái kia nó vượt qua. Cho nên gọi là vong sở, tức là không có sở. Cũng như giống như mình an trú được cái tâm không động, mà trong khi nó cũng không có mắc tính biết. Mà cái chỗ không động tức là không dính, không dấp tất cả sự việc, thì mình biết cái trạng thái này là sơ định, sơ thiền. Chỉ ở trong cái trạng thái đó mà mình chết đi thì mình sẽ sanh lên cái phạm thiên. Cái cõi trời nó vượt hơn không biết bao nhiêu cõi. Tức là đạo lự thiên, dạ ma thiên, đâu xuất, tha hóa, cho đến phạm thiên, phạm chúng thiên, phạm phu thiên. Nó vượt lên bởi vì đó là cõi trời thiền. Cõi trời thiền tức là cõi trời bắt đầu tâm mình nó dừng, nó định. Cho nên mình hãy coi cái tâm mình như thế nào thì mình biết cái sự tái sanh như thế đó. Còn cái sự tái sanh mà để đi cái hữu và có cái sự tiến hóa riêng á, thì cũng giống như tịnh độ thì nó phải có lòng tin, phải có cái sự mong muốn nguyện, và nó có sự hành trì đúng theo cái câu A Di Đà Phật, đi vào cái sự nhất tâm. Không nhất tâm nhưng mà người ta có một cái nguyện, cái muốn thì chết vẫn được vãng sanh. Dù niệm 10 niệm cũng được vãng sanh. Cho nên vãng sanh cùng không là do cái nguyện lực và cái tín tâm. Còn sanh cái phẩm cao hay thấp là do cái tâm tu, tâm niệm tu. Thì cũng giống như trong thiền vậy đó. Sơ thiền thì ly sanh hữu lạc, mà định nhị thiền thì định sanh hữu lạc. tam thiền thì ly hỷ diệu lạc, và tứ thiền thì xả niệm thanh tịnh. Đó. Bây giờ chúng ta tu về không phải là pháp không, nhưng mà chúng ta tu xả niệm. Nếu mà trong cái không xả niệm được, mà nếu chúng ta thấy vô niệm thì cũng ngang bằng với xả niệm. Bởi chúng ta thấy vô niệm tức là chúng ta thấy khoảng giữa của tất cả cái ý nghĩ, cái tư duy, cái việc làm đó. Nhưng mà chúng ta thấy có một khoảng chúng ta không nghĩ gì cả. Và chúng ta nhân rộng, làm cho nó bành trướng cái trống rỗng nó ra. Thì nó bằng vào, bởi vì khi mà chúng ta thiền ở trong sơ định, nó vẫn là cái chỗ đó. Nhưng mà bởi vì trong cái pháp tu thì nó dừng cái chỗ đó. Còn bây giờ trong cái thấy chúng ta có thể lui sụt, bởi vì không có cái tính chất kềm chế của cái công thức tu. Cho nên nó có thể thấy rồi chúng ta thêm mờ lại. Nhưng mà chúng ta xác định cái thấy đó, trong khoảnh khắc thấy và giác và biết được cái đó là sự thật, và bây giờ mình đang ở trong sự thật đó, thì cái thấy đó nó cũng không quen, và lần lần nó tiến tới. Nên nó tiến tới trong cái thấy đó thì cái chuyển động ở trong lòng của chúng ta đó nó dừng lại, nó ít có chuyển động lắm. Cho nên mình thấy mình giống như mình không có nghĩ gì, mình cũng có niệm gì cả, và mình rõ ràng. Thì trong khi đó cái thấy đó nó làm cho cái lực thu hút chậm lại, mất đi, cho nên gọi là giảm bớt, trừ cái tham. Và nó dừng, cũng như dừng cái sự phản ứng, bởi vì trong cái thấy đó nó không có cái động lực mạnh để mà phản pháo, phản ứng, cho nên nó dừng được cái sân. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái điều đó trong chính mình, trong cái tham và cái sân dừng, thì là mình lên nhị thiền. Nói thật sự như vậy. Cho nên chúng ta cứ, nếu mà theo cái nguyên tắc đó, theo cái chỗ đó mà của kinh dạy, chúng ta cứ làm thì chúng ta sẽ thấy cái trạng thái tâm của mình. Thì lúc đó mình mới biết là mình chứng hay chưa chứng, mình định hay không định thật. Còn nếu mình theo lý thuyết mà mình phân biệt thì nó chỉ là cãi với nhau thôi. Không ai tin ai đâu. Bởi vì làm sao mà tin được? Bởi vì đó là cái lý trí. Lý trí tức là chúng ta hiểu bằng cái lý trí. Tức là nếu chúng ta có cái đó trong lòng, người ta nói cái điều đó mà cái điều đó nó dính trong tâm thì mình tin. Cái điều đó nó thoáng qua, cái nó đâu mất thì mình không tin. Nó có hình dạng đó. Cho nên hữu hình tức là hữu ngoại. Ở trong cái tâm mình nó hiện hình, cho nên nó sanh ra tướng. Mà tướng ở ngoài thì nó sẽ sanh ra động hoặc là bất động, tùy theo cái tướng trong tâm. Cũng như mình thích một người nào đó, thích một cái việc gì đó, thì cái tướng đó nó có trong đầu óc mình. Mà ví dụ như người mà có sơ thiền hay là người mà có dự lưu thì người ta thấy được cái điều đó hết. Ta không có thần thông mà biến hóa được liền, nhưng mà ta thấy, bắt đầu ta thấy điều đó. Rồi lần lần nó đi lên trên cao hơn nữa, nó tiến hóa thì người ta thấy rồi. Lần lần cái sự cố chấp của mình nó cũng chả có. Giống như mình cũng chả cần thiết gì cái điều đó, đúng sai phải quấy cái gì đó. Mình không còn bám nữa. Và cái vật chất lần lần nó cũng giống như nó không dính được. Cho nên người ta biết rằng cái tham nó giảm trừ. Mình thấy cái giảm trừ bằng cái quả tim, bằng cái tâm của mình đó, chứ không phải là mình lý thuyết. Và nhiều khi có những việc đáng nóng giận, rồi tự nhiên mình nhịn được, mình nói thôi ba cái chuyện đó không ra gì cả, tự nhiên mình bình an. Cho nên gọi là tham sân nó giảm trừ. Thì lúc đó mình bắt đầu mình lên nhị thiền. Thực sự nó vậy, bởi vì cái thiền định nó phải bắt đầu nó có một cái tính chất thay đổi thức, thay đổi tâm. Còn nếu mà người tu chuyên nghiệp thì nó làm vậy, nhưng mà nó không phải kèm theo với ngộ. Nó biết cái trạng thái tu và nó biết cái tính chất mình đến cái mức nào, nó biết. Nhưng mà đồng thời nó không biết cái nội dung đó vì sao. Còn cái người ngộ thì người ta không có kềm chế, không có tu nhiều trong công thức đó, nhưng mà người ta là biết cái nhiều hơn. Cho nên vấn đề ngộ là cũng giống như ta thấy trước mọi việc. Rồi người ta quên đi, ví dụ người ta quên đi, và sau đó thì họ gọi là phát minh. Còn nếu chuyện đời hay chuyện thế giới, chuyện dao động như này kia, thì người ta có một cái óc gọi là tiên tri. Bởi vì chúng ta không nói cái vấn đề hình thức, nhưng mà nói cái đầu óc, cái chữ tiên tri nó chỉ vào cái gì? tức là thấy trước. Tại sao người ta thấy trước? Người ta có khả năng đó, người khác không có khả năng đó. Mà khả năng đó từ đâu? Tất cả mọi người đều có khả năng đó, cũng như tất cả mọi người đều có thể tu, đều có thể sanh lên trời, lên chư thiên. Nhưng mà ít nhất mình phải có một cái thập thiện, tâm thiện, hoặc là mình ở trong cái pháp của tôn giáo. Tôn giáo nào cũng có thể sanh thiên chứ không, thì có thể sanh lên chư thiên. Chỉ có Niết Bàn thật sự thì thật sự Phật giáo có được. Cho nên cái vấn đề tu hành là vấn đề nó, trước hết mình phải làm sao cho mình có cái chánh kiến. Và cái đó là mình thấy cái công dụng, cái ứng dụng của mình tốt, mà mình thấy không cần sửa đi sửa lại, mình thiếu cái gì đó, là dù ngày qua tháng lại mình thấy điều là điểm chính xác. Đó thì tự nhiên nó an ổn. Cái an ổn đó nó vượt qua cái tính chất sợ hãi, nghi ngờ, và cái lòng mình nó thêm an trú. Cho nên do như vậy nó cũng bớt đi cái lực kêu bằng tiến thối của cái tham sân, cho nên nó lên. Đó. Cho nên cái này là từ cái thấy cho đến cái sự thay đổi. Bởi vì đúng ra là phải nói về cái chết, nhưng mà bây giờ cái nói cái này mình nói rộng quá, nó đủ giờ rồi. Cho nên chúng ta một lúc nào chúng ta sẽ phân biệt về cái chết. Nên nó còn mất thêm mấy phút nữa. Mỗi bữa tôi chỉ còn để nói tiếng rưỡi thôi, chứ còn bây giờ thì nó phải, thôi mình nói là 6:30 tới 8 giờ. Bây giờ chúng ta cầu nguyện, trong khi chúng ta nói thì nghe, và cái tâm nó có thể theo cái nghe mà nó sanh ra đủ thứ vọng. Bây giờ khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta im, trước hết là nó dừng, nó có cái điểm dừng. Điểm dừng đó là cái điểm không. Chúng ta phải thấy trước cái không. Cái không đó cũng như cái không gian bên ngoài, nó không có gì cả. Và trong khi đó chúng ta tác ý. Tác ý tức là chúng ta khởi lên một cái tâm lành, nghĩa là mong cho chúng sanh vì được hạnh phúc, được giác ngộ, được thoát khổ hay gì, vô biên thiện nguyện độ gì đó, phiền não thì chúng ta sanh. Nhưng mà khi chúng ta nghĩ cái đó bằng cái lòng tốt, lòng thiện, lòng lành, nó gọi là cầu nguyện. Nhưng mà đồng thời khi chúng ta nghĩ cái đó, chúng ta phải ở vừa nghĩ mà vừa phải thấy cái khoảng không. Thì cái nghĩ đó nó là cái nguyện. Chính cái khoảng không của tâm này nó đồng với khoảng không của ngoài. Hai cái này nó mới đưa cái thức của mình đi khắp tất năng. Bởi vì ở đây tức là ở kia, cho nên nó có một cái vận tốc còn nhanh hơn máy móc nữa. Cho nên chúng ta bước tràn khắp pháp giới bằng cái lời nguyện. Chúng sanh vô biên thiện nguyện độ, phiền não vô tận thiện nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thiện nguyện học, Phật độ thành. Hoặc là chúng ta nguyện con khi mãn sắp gần chung, tận trừ tất cả những chướng ngại, tận mạt thấy Phật A Di Đà, liền được vãng sanh của người đó. Mà chúng ta nghĩ cái đó, nó đừng có hai trạng thái. Một là chúng ta mê, chỉ có ý nghĩ không, thì cái ý nghĩ đó nó cũng tốt, nhưng mà nó không có rộng rãi. Còn hai là chúng ta vọng, loạn, thì nó cũng không được. Chúng ta vừa nghĩ vừa phóng, mà chúng ta phải thấy cái không cùng cái nghĩ đó, thì tức là cái ý nghĩ chúng ta nó sẽ lan xa lắm. Bởi vì cái không gian này, trong cái sóng của không đó, nó có một sự chuyển động về vật lý, và nó cũng là cái tâm lý của là lời cầu nguyện của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta rồi.